Chào sáng không hả? Đấy. Vào sáng. Để một trình bàn. Ở đâu? Ở trên bàn ấy. Hello, hello cả nhà nha. Ba chia sẻ đi ba. Chia sẻ phát đi ba. Chưa thấy ai vô hết. Cũng không được ba hề. Chưa thấy tình yêu nào vào hết. Cho lên cái cọc này. Lên nha, chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên cái này. Chuyển từ từ. Đơn chiếu em chuyển con rồi. Chắc là đi rồi ấy, Diễm ơi. Diễm Nguyễn đi rồi. Đi chốt xong là đẩy đơn hết rồi. Rồi ok nhá, lên nha chị em mình ơi. Chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên. Đơn này đều đơn sĩ đây nè. Đăng đi xã Hà Phúc chứ không được sao. Thôi ra để chia sẻ về trang cá nhân. Hello nha, chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên phát nha chị em mình ơi. Bôm xả các kiểu sale hết cho chị em mình luôn. Nha, chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên đi chị em mình ơi. Mỗi chị em mình vô xem like cho xin một vài nút chia sẻ nhé. Những cái gì á mà bán tặng đầu like thì lên chị nào có logo người chia sẻ chốt nhé. Ai những cái mã hàng sale mà chị em mình để lỡ thì rất là tiếc. Nha, bao giờ những cái mã đầu like, những cái mã hàng bom, mã hàng xả, mã bán tặng thì là cũng dành cho những chị nào chia sẻ cái like thôi. Còn ai không chia sẻ là không chốt nhé. Lưu ý luôn dùng nguyên. Nha, chị nào đã vô rồi. Hello, hello. Kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết chưa nha. Để mà sang hàng sale với chị em mình nhé. Kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết chưa. Để mà sang hàng sale. Chia sẻ lên và chấm vô bài nhé. Chấm vô like nhé. Đang nhận mấy chục món. Đơn này mấy chục món. Đơn này từ trước bữa lâu. Chân vái này. Chân vái này. Chân vái này. Chân vái quần sọt. Còn hàng 95 không nè. Hello, hello chị em mình nhá. Chân vái quần sọt. Còn hàng 95 thôi. Nhà toàn hàng 95. Quần sọt luôn. Lên kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết chưa chị em mình nhá. Đơn này ở trong đơn sĩ nè. Trong đơn sĩ nhá. Hót lên. Ôi trời ơi. Là các thể loại luôn. Hót lên này. Hót lên là từ đợt đợt trước Tết nữa. Rồi nha, kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết cho chị em mình ơi. Em lên nhanh luôn cho chị em mình nhá. Lên nhanh nè. Bỏ lên sao? Bỏ lên cái đống này qua cái ghế này bắt cho nó nhanh sao. Rồi nha, chị nào vô rồi kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết chưa nhá chị em mình ơi. Sang hàng sale mà chị nào không chia sẻ thì tiếc lắm luôn. CS trang váy trắng CS cái này giờ xíu rồi nè. Trang váy trắng CS cái này giờ xíu chị em mình nhá. CS với chị em mình ơi, toàn hàng Quảng Châu thôi. Toàn hàng Quảng Châu, cái này chị em mình về chấm một xíu thuốc tải luôn dùng nguyên là ok chỗ này thôi. CS nhá. Comment mã tặng trăng váy trắng luôn dùng nguyên đi chị em mình 29.000. Size chị em mình tầm 52 đổ về là chị em mình chúc đẹp 50-52, lưng của nó là lưng thun nhá. Lên luôn những mã này là mã tặng 29 luôn dùng nguyên là ok nhá. Tặng 29. Chị nào lấy tặng 29 chốt lên luôn dùng nguyên. Con này là hàng đang đi bao nhiêu tiền ta? Kiểm tra thử là mình đã chia sẻ chưa để mà sang hàng sale chị em mình ơi. Hàng này hàng 95.
Con này chính xác là hàng 95 nè, quần sọt TM size 55 đổ về. Toàn hàng Quảng Châu nha chị em mình ơi. Con này là hàng 95 nè. Nha, em sale luôn cho chị em mình con này luôn. Hàng này hàng Quảng Châu size 55 nha chị em mình ơi. Cho size M nha. Size M hàng Quảng Châu, con này em bán tặng luôn cho chị em mình là giá 65 nghìn. Hàng sale 95 nha chị em mình ơi, hàng Quảng Châu nha chị em mình ơi. Nha, em đi luôn chị em mình con này giá 65 nghìn. Chốt lên luôn những mã sọt size M hàng Quảng Châu nhé. Size M bán tặng luôn cho chị em mình là 65 nghìn. 65 nghìn nhé. Cầm em mã sọt size M 65k. Đây một con váy. Một con váy 65 nhé. Chị nào lấy 65 đi đâu hết? Đi đâu hết? Trời ơi, cái gì đây? Váy. Váy này size dành cho chị em mình 52-55. 52-55 nhé. Cưng không? 52 đến 55 kg nha chị em mình ơi. Chút 52 đi cho nó thông thả. Em bán tặng luôn chị em mình con này giá 69.000. Sọt mờ cho bé nha. 6. Con này tặng cho chị em mình 69.000. Nhận hàng con này về chị em mình giặt mình luôn. Toàn hàng Quảng Châu hết đấy. Nhá, chút lên luôn cho mã này là mã váy. Sọt mờ đây sọt còn. Mờ hết còn không? Đây này còn. Sọt mờ đây nè. Mờ cho bạn Kiều. Đây nè, mờ đây nè. Còn được hai con xây mờ này. Em đi luôn chị em mình con này luôn giá váy 69k con nào nhá. Toàn bộ hàng này là trong hàng sĩ bôn. Quần kaki size 55 đổ về, quần kaki mềm nha chị ơi. Hàng này là hàng Quảng Châu chị em mình ý nè. Phải hàng này toàn bộ hàng em đi 95 nghìn một con này chị em mình nè. Toàn hàng em đi 95k hết. Không chia sẻ. Chúc các chị nào chia sẻ thôi. Cái này đang còn hai cái, một M và một S sorry. Cái màu này đang còn. Còn cái SM không? Hồi nãy bỏ xuống SM. Cái này còn hai cái xe S. Ừ, đi qua mấy mã rồi mới thấy lên comment. Tay trẻ mà 52 đổ về, con này hàng Quảng Châu nhé. Cái áo Hương đang mặc là 49.000. Còn hai con xe S thì trẻ mình ơi. Con này là quần nhá, 52 đổ về. 69 hết rồi nha. 52 đổ về mạng chậm quá. Hè, đi qua mấy mã rồi. Nha, lên luôn nhường con này dặn kaki mềm và hàng này là hàng. Vải 69 hết rồi nha. Hàng Quảng Châu. Nha, CF 52 đổ về chị em mình chốt đẹp. Comment lên cho mã này là mã S. Em đi luôn chị em mình con này giá 65 nghìn luôn. Nhận hàng con này chị em về giặt mình luôn. Vì hàng này đang đi 95 nghìn. Hàng này là hàng sĩ bom nhé. Đấy, đi luôn cho chị em mình giá siêu rẻ luôn. Rồi tiếp lên luôn dùng nguyên. Cái này size nhỏ rồi. Cái này size nhỏ rồi. CS luôn. 55 kg em hết rồi chị ơi. Có được hồi nãy hai cái CM thôi, còn toàn bộ là CS rồi. Nè. Kaki luôn nhá. Kaki dặn quần váy thì chị em mình ơi. Cái quần ở trong nè. Cái này lên mở quần váy. Em đi chị em mình con này 60. Còn đây 59k luôn. CS nhá. Kaki CS. Chốt mở quần váy Kaki CS. Đây này còn cái size M nè. Còn cái size M nè. Nhưng mà chị Phương Mai Bùi không chia sẻ. Cái này không chia sẻ em bỏ qua nhá. Còn cái nè. Còn cái thôi nha. Rồi tiếp lên luôn dùng nguyên. Con này là cái gì? Portland à? Trời ơi, hàng này hàng bao nhiêu tiền ta? Hàng này hôm bữa mình đi bao nhiêu tiền ta? Cái này trẻ mình mang mùa nào cũng được. Đến 65kg là mang ok luôn. Con này đến 65 là mang ok luôn. Nha, em bán tặng luôn cho trẻ mình con này. Xây mờ sau đấy cho chị Phạm Triều rồi, có rồi. Lên luôn những mã tặng Portland dùng nguyên nhé. Em sale luôn trẻ mình con này 85 cao luôn. Cái này trẻ mình nó vô mùa làm chỉ có được giá này. 85.000 con này luôn. Sai chị em mình đến 65 vô tư chứ con này đẹp lắm này. Lên mã Portland, cái này em còn hai cái. Tặng 85.000 Portland nhá. Portland kéo luôn dùng nguyên toàn bộ này xình hết này. Được hai con thôi. Ok, Phương Mai Bùi. Được hai con nhá. Ừ, đúng rồi, 55 chiếc CM. Lên mã tặng Portland luôn dùng nguyên. Em đi luôn chị em mình con này giá lên chị em mình là 85.000. 85.000. Rồi còn quần sọt. Cái đơn chị này còn quần sọt thôi. Quần sọt màu vàng CM. Kêu lên chậm quá, trẻ mình cố gắng mỗi trẻ mình vô xem like tương tác lên luôn dùng nguyên pháp nhá. Sọt vàng xây mờ luôn, cái này em đi trẻ mình 65.000 nó. Toàn hàng Quảng Châu nha trẻ mình nó. 65.000. Toàn hàng Quảng Châu nhá. Được chưa, toàn xây mờ, chị nào lấy mã vàng xây mờ. Giá này em bán tặng trên like thôi nhá trẻ mình nói. Vàng xây mờ nhá, chị nào lấy vàng xây mờ chút lên luôn dùng nguyên. Rồi tiếp cái này em còn hai một con. Ui, Boris. Boris. Mấy ông Hà cái gì mà lấy số điện thoại đó. Thì chốt cái gì đâu có thấy gì đâu. Con này là rip nhá. Thì chị em mình. Cái này em đi chị em 49.000. 49.000 con này nhá. Chị nào lấy cái này lên mã rip là ok. Áo khoác lại Nguyễn Ngọc. Chị Nguyễn Ngọc. Chia sẻ lên luôn giùm em đi chị Nguyễn Ngọc ơi.
Nha, lên luôn này. Cho Phạm Kiều. Em đi luôn chị, mình con này giá 49.000 luôn. Chị nào lấy lên luôn dùng em nhé, 49.000. Cái đơn này dùng từ trước tới giờ, từ Tết tới giờ luôn. Từ đợt Tết tới giờ luôn. Nha, rồi tiếp con này lên luôn cho mã này là mã kim sa. Cái này em bán tặng thôi. Phát lên cho chị Bobber. Kaki sẽ chị Nguyễn Hồng Hà ơi không chia sẻ. Con này size 65 luôn này, tặng 49k luôn. Nhá, chốt mã kim sa luôn dùng nguyên. Chị ơi, em cái này em bán tặng cho những chị nào chia sẻ thôi. Chia sẻ vô. Đầu like những cái này là lên toàn là lên giá bán tặng cho chị nào chia sẻ thôi đấy. Rồi nhá, con này em đi luôn trẻ mình 49k kim sa luôn, size chị em đi 65 vô tư có còn con thôi. Chốt mã tặng 49 là ok. Tặng 49 là ok nhá. Rồi tiếp cái này em cũng còn size M nữa là hết. Kim sa 49 cho buôn ơi. Chị Nguyễn Ngọc ơi chia sẻ lên luôn giùm em đã. Áo chống nắng 125 nhưng còn có mấy con. Còn có mấy con size nhỏ thôi. Rồi nhá, còn mã sọt vàng size M. Sọt vàng size M. Nhá, vàng này vàng nhạt hơn thì dạ mình, em đi trẻ mình con này giá 65.000 luôn. Chị nào lấy sọt vàng size M, chốt sọt vàng size M luôn dùng nguyên nhá. Được chưa? Ai lấy vàng M lên vàng M luôn dùng nguyên. Rồi, cái này em hiện tại đang còn mấy con và giá lên bán tặng hàng này hàng 125. Xin chào thấy chị Nguyễn Ngọc nha. Hàng này hàng 125, chị Nguyễn Ngọc không chia sẻ những cái mã hàng em bán sale là em chỉ chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Mang xe S thôi chị ơi, nhưng mà giá này em bán giá bình thường là giá 95.000. Hàng đó là cái bao hàng bom. Hàng sỉ á. Hàng sỉ á, bữa giờ luôn. Xe S với xe M đó. Ui trời ơi. Nè chị em mình nhìn nè. Nhìn hàng luôn dùng nguyên. Đây mã này là mã xịn luôn dùng nguyên nhá. 49 kèm luôn cho em cái màu chị ơi, kèm size. À 49 là cái áo à. Kim size là em hết rồi. Chị em mình nhìn nè, cái này em còn được đúng một con. Hàng này 6 túi chúng ta. 49 là loại gì? Này, chị em mình hay loại gì? Chị em mình nhìn nè, con này xịn sò lắm. Con này size 65. Ok Nguyễn Ngọc. Con này size 65 là. Chốt lên mã này là mã xịn dùng nguyên nhá. Cái này em đi chị em mình 89.000 luôn, chắc này. Nhận hàng con này về chắc bao sướng luôn. Size to nha chị em mình ơi. Size này chị em mình lấy 62 kg. Size 4X lận. Size 4X lận nhá. 49 là cái gì? Vàng M cho chị Kiệm Nguyễn. Quần chị vàng size M cho chị. Quần đây. Vàng xây mờ chị Kiệm Nguyễn. Hai vàng này, hai vàng nào đây? Vàng sau ấy, con này đấy 62 nhá, con này xịn lắm vậy mình ơi, từ cái khóa kéo luôn. Lên mã xịn cho chị Trang. Trang Thùy ơi lên thông tin cho em. Cho chị Trang Thùy lên thông tin cho em nhé. Nè, con này chắc đã lắm luôn ấy. 89.000. Lên thông tin cho em đi chị Trang Thùy ơi. Lên thông tin nha. Còn bộ khách có đơn phải có thông tin. Còn con này lên luôn cho mã sọc size 55 đổ về chị em chốt đẹp. Có mấy con thôi. Em tặng nó luôn chị em mình con này giá 79k luôn cho nó gọn không? Áo khó thấy rồi nha. Con này em đi 55 đổ về nha. Giá này giá bán tặng đây là cũng chốt lên cho chị nào chia sẻ. Hàng này là hàng 6 túi nè. Con này là hàng 6 túi nhá, lên mã sọc. Chốt mã sọc size này chị em mình 55 đổ về là ok nha chị em mình, phải con này quá đã luôn. Nha, có mấy con thôi. Em đẩy luôn cho nó gọn. Nha, đẩy luôn cho nó gọn lên mã sọc này size 55 đổ về chị em mình chốt đẹp. Nhá. Con này size 55 đổ về, chốt mã sọc là ok nha chị em mình ơi. Chị em mình nhìn form. Lên mã sọc dùng nguyên nhá, em có mấy con thôi, được hai con màu xám. Size 1X, size 55 đổ về. Hàng này xịn sò. Thế. Mã này khác. Mã này khác. Ở đây ba con màu xám. Chào chị Diệp Hà. Xịn sò hàng này hàng 6 túi là. 79k luôn cho nó gọn không? Nha, chuẩn giá bán tặng chị em mình nhìn nè. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Chị ơi 55 đổ về là size nhỏ nhất rồi chị Phạm Triều luôn. Rồi còn con Nguyên đang mang. Còn đúng con Nguyên đang mang nữa là hết nhá. 55 đổ về là chị em mình lên đẹp luôn dùng nguyên con này. Nha, lên luôn những mã này là mã sọc. Size này nhỏ nhất rồi. Chị Yến Ngọc ơi chia sẻ đây chị ơi. Chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Những cái gì hàng xã, hàng sale lên cho chị nào chia sẻ, còn chị nào không chia sẻ không chốt nhá. Lưu ý luôn dùng nguyên có logo người chia sẻ em chốt, không có logo người chia sẻ em bỏ qua. Rồi tiếp con này luôn. Màu xanh đẹp. Xanh đậm. Phát riêng á, phát riêng đâu còn mấy cái rồi chị, toàn xe nhỏ thôi. Sọc đậm luôn dùng nguyên, chị em mình nhìn hàng nè. Em còn mấy cái nên là em bán tặng cho nó gọn thôi. Đặng Thu Hương cũng không. Chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Hàng này 6 túi nhá. Chia sẻ vô. Xe 55 đổ về, cái này xe 1X là xe nhỏ nhất rồi chị em mình nhá. Này chị em mình nhìn túi trong nè. Nè chị em mình nhìn nè. Xám cho chị Mai Cỏ kìa, sọc xám chị Mai Cỏ. Sọc xám cho Mai Cỏ. Rồi nhá, lên mã này là mã sọc xanh. Ở ngoài 2 túi, ở trong thêm 2 túi nữa là tổng 6 túi lần. À, ở trong 4 túi là tổng là 6 túi lận. Nha, lên mã xanh. Từ từ, nhận hai chân váy mà một cái bị rộng được chứ. Lên mã này mã sọc đậm luôn dùng nguyên nhé. Chị chốt cái chị nào chia sẻ thôi, xám em hết. Sọc đậm luôn dùng nguyên.
sọc xám em hết rồi. Sọc xám hết đậm vô nguyên nhá. Em đi chẹo mình là theo luôn chẹo mình vào 79k. Ờ chị Lê, Lê Thắng. Rồi lên luôn cho mã sọc xanh tha xanh rêu. Lên mã xanh rêu. Ờ chiếu lên mã xanh rêu và tặng 79k luôn. Nguyên nói là giá này là chuẩn giá tặng hàng 125. Chị Đặng Thu Hương ơi, chị không chia sẻ những cái mã này không chốt được nha. Chuẩn giá bán tặng mà. Rồi nha, đây chị em mà nhìn nè. Nhìn hàng luôn vừa nguyên ở trong nè. Ở trong là tổng cộng là 4 túi, còn có một cái này nữa thôi. Size 55 đổ về là chị em cho ok. Màu xanh rêu nhá. Lên mã này là mã sọc xanh rêu là ok. Nha, em còn có mấy con này thôi, em đẩy ra luôn cho nó gọn luôn. Nha, ai lấy xanh rêu comment xanh rêu. Size 60 giờ từ từ để em coi xíu nữa, em coi em có thì em bóc. Nha, chị nào lấy xanh rêu, chốt mã xanh rêu luôn dùng nguyên là ok nhá. Xanh rêu 8 abono 79k luôn. Xanh rêu cho Lê Thắm. Bảy mươi chín k nha, gam căng. Rồi tiếp lên cái này thì ai nhanh có này, nó về mà ít quá, nó về mà được có ít quá, quần dáng bom đây, áo chống nắng là 125.000. À, áo em đang mặc còn một đây này, sẽ còn mấy cái màu nu này, cái em đang mang có người chốt rồi. Ok cho chị Kiều Nguyễn con này luôn. Ok chị Kiều Nguyễn con này luôn, 119.000. đấy đây 119.000 con này chị Kiều Nguyễn. Tập xanh rêu chốt luôn rồi đúng không? Trời ơi, cho chị Kiều Nguyễn con này. Áo em đang mang còn màu này nữa chị này, còn có hai cái màu này thôi, 49.000. Còn có một cái màu này, con màu này em đang mang là có người chốt rồi nhé. Còn con này nữa thôi, đây 49.000 luôn. Size 60, ok luôn nhá. Đây này, còn được đúng màu nu này. Chị ok thì chốt lên nhá. Đây chị em mình con này 49.000. Xanh rêu em hết rồi chị. Hết rồi nha. À, cái này Nguyên còn size nhỏ chứ mấy. Size tầm size M với size L thôi. Đang mặc có người chốt luôn rồi, chị Diễm Kiều đã lấy con đang mặc rồi. Hết rồi ạ. Diễm Kiều lấy con mặc rồi. Chị Diễm Kiều đã lấy con đang mặc rồi nên là không còn đâu chị ơi. Rồi con này á, nu luôn cho chị Phương Nghi luôn. Nu chị Phương Nghi. Khoác ring á, từ từ khoác ring đó mặc vừa hết chị. Phôm rộng. Phôm gọi là phôm đó nam mà nữ đều mang được. Áo vàng sau. Nu là được. Nu đấy. Thôi chị em mình tập trung cái này đi. Chứ còn mà đang lái này chị em mình cứ hỏi con mấy con đằng sau biết không tập trung được em lên là hàng này. Này, con này cháy hàng đúng không? Con này cháy hàng bao nhiêu chị trên bếp giờ còn chưa có đơn. Đấy cái này mới vừa về xong. Mới vừa về xong nhá, quần dáng boy, quần tam boy như Nguyên đang mang. Chống nắng mà in đi. À, từ từ cái nào chốt xong là em đi đơn hết rồi. Chị Nghĩa tính lên thông tin trên live cho em, màu nâu em hết luôn rồi. Lên thông tin trên live cho em nhé. Điện thoại để đâu rồi? Điện thoại sao để đâu rồi? Ok. Lên luôn dùng nguyên mã này, quần tomboy nhé, con này rất là dễ mang luôn. Chị em mình mang đi làm được, đi tập được, áo quay lộn, đi chơi được. Nha, Nguyên chạy luôn chị em mà là chuẩn dòng mì hàng luôn. Nha, cái này em up lên trang, cái này là đang cháy hàng luôn nè. Đấy, mới vừa về thêm quần này là Nguyên chạy cho chị em mình chỉ chạy mì hàng thôi. À, áo chống nắng in cho chị Phương Hồ. Chị Phương Hồ lên cho em mã 125 đi. Nha, kèm luôn dùng nguyên cái size là ok. Lên cả địa chỉ trên live dùng nguyên á. Nè. Hàng này phải hot girl và nó đang chạy cho em 125.000 không? Nguyên cháy hàng bữa giờ luôn. Đây, nhìn hàng luôn dùng các kiểu đai nhé. Chị em mình không chọn đai cái này. Không chọn đai nhé. Đai đủ size chị em mình từ size S. Nguyên đang mang size S này. Bức tát rồi. Nguyên đang mang size S. Từ size S đến size 2XL là chị em mình từ 45 đến 65kg. 62kg thôi. Tiến lên thông tin là nha. Có size. Từ 45 đến 62kg có size. Nha, từ từ có hai cái rồi, mặc đẹp lắm, em cảm ơn chị, rất là dễ mang. Mùa này mang con này quá sướng nè, cái trước của nó nhún nhạy chỗ này, chị nào chỗ này đùi to mang vẫn ok. Em đi luôn chị em mình con này giá 89.000 thôi. 89.000, hàng hot girl nó đang đi chị em mình 125.000. Bé 6 quần 51 kèm luôn dùng nguyên số ký, lên luôn dùng mã boy hoặc là mã 89 kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. Nha, 89 kèm số ký là ok. Không chị, cái này là foam bed kia, cái này bà in build đi, bà in build đi. Form này là form bed ghi, nó không dài đâu chị Phương Nghi ơi. Nè, con này mà chị nào trong tủ đồ chưa có con này tranh thủ mà phát, thôi là tiếp. Tiếp con này luôn nha, đài size cho những chị em mình đến 62kg có size. Từ 45 đến 62 nhá. Nè, đẹp lắm luôn. Mùa này mang con này quá sướng. Nha, 89 càng con, chị nào lấy cái này lên cho mã boy 89 là ok nhá. Boy 89 em còn mấy con, không quên lộn. Còn đủ size. Ai lấy boy 89 comment lên mã boy 89 là ok. Cái này em còn ít nè. Đúng rồi, cái mã này em còn ít rồi, còn size nhỏ thôi nha. Chị nào lấy boy lên boy. Boy lên boy kèm luôn dùng số ký là ok.
Rồi tiếp cái mã này em còn được mấy con? Okay. Cái này chị nào lên trước có trước nha, em tiêu. Tại vì nó có ít quá, hàng này là hàng hàng nam nhé. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Quần dán boy, chị em mình mua con đó đi, đảm bảo là chị em mình không thất vọng luôn. Đấy, chị Ngọc là bảo là hai cái rồi đó, giờ mua thêm đấy. Mấy này view viết không lên nổi 100 view thề. View viết gì mà nó không lên nổi 100 view ta. Rồi em đi luôn trẻ mình con nè. Đi con nè. Đẹp nè, đây mà hôm bữa Nguyên mang lên, Nguyên dơ lên hai lần không chốt. Bực mình, giờ mang con quần này không biết mang con gì ra phát ra con này luôn. Có bữa lên con này hai lần không chốt đấy. Nên là tiếc. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Cái này em còn mấy con. Size dành cho những anh nam nè. Cái này còn đến size 32 thôi. Nhưng mà form này nó cũng rộng. Form này cũng rộng 32 nhưng mà đến 65kg vẫn mau ok. À, có nắng dài thun hai lớp. Có, em mới lên lúc trưa đó. Em mới lên lúc trưa. Nè chị em nhìn con nè. Cái này đang sale mấy tiền ta? Em còn chỉ có size 32 nhé. Còn được 5 con size 35, size 35 à, đến 82kg. 82kg vô tư. Nhưng mà còn 5 con size 35 thôi. Cái này em đi chị em mình 79k nha, chị em mình nhìn hàng. Đang còn sót là vài con nữa là hết rồi nè. Lên mã 79 là ok. Đúng 5 con size 35 nhé. Chị nào lấy cái này size đến 82-85kg ok luôn chị em mình à. Size 35 có 5 con nhé. Chị nào lấy mã 35, chút mã 35 em sale luôn chị em mình con này giá 79 nghìn nha. Chị nào lấy mã quần nam xịn, cái này quần nam xịn úp lên trang cá nhân và gần như là hết hàng rồi. Đấy, chị nào lấy cái này chị em mình nhìn cái bo thân của nó này. Nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Xịn sò nhá. Đấy, chốt lên luôn chung mã này, mã 35 là ok. Size 80, 82-85kg, có 5 con thôi, chị nào lấy chốt. Và còn lại nguyên còn size đến 65kg. Mặc thích giờ chán quần ring rồi. Mặc cái này nhẹ người mà. Rồi nha, cái này nguyên còn đến size 32, size đến 65kg, chị em mình lên luôn chung mã quần nam kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok. Nha, em còn ít nên là em lên luôn. Quần mặt em đi chị em mình 89 nghìn. Quần bo chị Hồ Lợi. Mặn chậm hay. Lên nãy giờ giờ mới lên quần bo. Comment mã này là mã quần nam. Kèm luôn dùng cái số ký là ok. Con này chuẩn đẹp luôn. Em đi chị em mình là 79 nghìn mua cho mình nhiều rồi. Thôi lao sang mua cho chồng cái để là ảnh ra tiền mà đi sắm đồ tiếp nhá. Lên mã quần nam em còn. Cái này bà in đi, quần nam bà in đi nha. Em bóc đại màu nhé, còn màu nào em bóc màu đó nhé chị em mình ơi nha. Hai quần boy cho chị Hiền Nguyễn Song Long luôn nha. Chị nào lấy mã quần nam mạng chậm của em đi qua mấy mã rồi mới thấy chị em mình comment ấy. Lên luôn những mã này mã quần nam nhé, kèm luôn dùng số ký, còn size đến 65kg là ok nhé. Và 5 con size 82-85 thôi, và toàn bộ là còn lại size 65 đổ về là chị em mình chốt đẹp toàn bộ là hàng xịn nên là chị em mình tranh thủ cho chị em mình nhìn hàng này. Đấy, chốt mã quần nam nhé, không chọn màu đâu chị Thảo Nguyễn ơi nha. Quần nam không chọn màu, em còn size gì là em bóc size đó nha. Lưu ý với cái giá 79 nghìn, Quân nói như thế này nè, chị em mình đi ra mua ra đồ mua cho chồng ấy, thì con này bèo nhắc chị em mình sẽ mua với giá 150 nghìn. Bèo nhắc sẽ ra mua với giá 150 nghìn. Em đi chị em mình con này chỉ có 79 nghìn thôi nha, kèm luôn dùng cái số ký là ok. Chốt mã quần nam kèm số ký nhé, ngày mai bóc size sau còn bao nhiêu thì em bóc nhé, chuẩn đẹp luôn. Đấy, chị nào lấy mã quần nam comment lên mã quần nam là ok nhé. Quần nam cái bọc à, cọc áo hồi nãy ba bỏ xuống đâu rồi. Quần nam cho Tường Vi Văn luôn. Quần nam là 79 nghìn. Hai còn hai cái đây nè. Rồi nhá, chị nào lấy quần nam lên quần nam cho chị Lê Bích Ái luôn. Cho chị Lê Bích Ái đây nè. Cái này còn mấy con để chị em mình 49 nghìn. 49 nghìn. Quần nam chị em mình tranh thủ mua đi. Hết cái đó là không còn hàng. Lên số ký đi Hoa Thảo nha. Chị cứ lên số ký cho em đi. Vì size 65kg nhưng mà nó bằng ao quên lộn. Size 32 nhưng mà nó form nó to đó. Form nó to 78kg à chị, 78 mình lấy cái size hồi nãy. Chị ơi, chị Tuyên Nguyễn ơi, lên lại thông tin in bill đi ba. In bill đi nha. Rồi cái này em còn cái này mix với con này cũng đẹp. Mang con này là dạng tank top ấy. Áo hơi dơ dơ cái này chị em mình này. Đây, hơi giống cái tay Nguyên đang mang này. Đấy, lên luôn dựng mã tim nhé. Ok. Ok, em sẽ bóc hai cái, em xấu hai mà. Hồi trưa chốt quần riêng 95. Từ từ. Chị ơi, ngày mai chị báo luôn giùm em đi, giờ không biết tại vì em không chốt đơn. Ngày mai chị báo hoặc là chị rep lại trong tin nhắn ấy. Trong tin nhắn lại giùm em nhé. Thế ngày mai bên em chốt đơn lại kiểm tra lại cái đơn cho chị. Rồi ok nhé, cái này em đi luôn chị em mình, con này chắc có tông tàu nhé. Form này chị em mình đến 60, mang form giống Nguyên đang mang là ok. À, ok Vi, phát luôn hai cái, ba cái.
cho chồng mang. Nè, cái này có mấy cái xả? Cái này em bán tặng luôn cho em mình con này với giá là 49 k một con. Đường này là cốt tông tạp. Đây này bên đấy có mấy con thôi. Lên luôn những mã này, mã tim hồng. Đây này. Đẹp lắm. Y cái phone anh đang mang có để phía sau nó có không có không có V như thế này thôi. Nha, lên luôn cho mã này mã tim hồng. À, từ từ. Kim Mai Nguyên xem lại đơn chị nghe lo rồi sao chưa nhận hàng. Bộ ngủ 130 à. In cái đơn của chị, in cái bill của chị Kim Mai ra đi, Kim Mai nhà em kiểm tra nhé. Lên luôn những mã này là mã tim hồng. Em đi luôn chị em mình con này giá 49.000. 72 không không còn sai đâu chị Kim Tăng ơi. Nha, chốt mã tim hồng em còn đúng từng này con. Tim hồng này. 76. Bé 6 này chị Thu Trang này. Size nam hết rồi chị ơi. Ok, để mai em kiểm tra lại nhé. Rồi ok, em còn được từng này con, em đi chị em mình giá 49.000 luôn. À, chị ơi, chị Nguyễn Tiến chống nắng chị lấy size gì? Size bao nhiêu ký? Lên cho em cái số ký trên lan luôn. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã tim hồng đẹp lắm. Còn có sông tàu thôi, em còn mấy cái. Em đẩy gọn luôn chị em mình giá 49.000 đợt này. Đợt này có tông. Từ từ, chị nhắn rồi chị chuyển khoản. À, rồi ok, chị cứ nhắn qua cho em đi. Mai xử lý cái đã. Chị ơi, chị comment lên cho một dòng luôn giùm em đi chị Nguyễn Tiến ơi. Áo nắng kèm luôn giùm nguyên số ký là ok. Nha, nắng đây là nắng nắng 8 125.000 lên đỏ mã cho em. Rồi cái này. Ok, Kim Tân Nguyễn cứ lên đó. Cái này lên luôn giùm nguyên cái này là 49k, chị nào chưa có chốt 49k nhé. Đẹp, nhiều mã đẹp lắm mà. Cứ bán cái này Facebook Facebook kênh những cái bác nhà Nguyễn đang có vấn đề. Chị chăm lên. Nó cứ chậm ấy. Qua được mấy mã rồi mới thấy comment. Con này tặng 39k còn sót đường cái. Lên mã V luôn dùng nguyên là ok. V nhá, size 60 ok nhá. Lên mã V tặng 39, size này con này chị em mình đến 60 mang được luôn. Không còn màu gì hết chị ơi. Nói chung là nó toàn bộ là cái nền của nó là màu nào hết. Nhưng mà có chấm bi cho Hiền Nguyễn. Cái này có chấm bi 39 dây Thảo Nguyễn. Cái này có chấm bi, cái này có chữ bio rồi các kiểu. Nhưng mà toàn bộ là nền màu xanh than hết. Nền màu xanh than 39 dây gì Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn rồi, cái này em còn cả em đem nó cũng chạy mình 39.000 luôn. Cái mã này là mã nách. Nè, mùa này mang mấy con này sướng lắm chạy mình. Chốt mã nách luôn dùng nguyên nhé. Cái này em cũng đem luôn chạy mình 39.000. Size này toàn bộ chạy mình đến 60 mang ok hết. Lên mã nách 39 là ok nhé. Cầm em mã nách ok nhé. Rồi cái này. Cái này hình như là chưa like lần nào luôn. Ok, tim cho, hồng cho chị Trần Phúc 49.000. Cái này hình như là chưa like lần nào, chỉ là up, chỉ là up lên trang cá nhân xong là khách thấy chụp hình mà kẹp với cái mã tam giác ấy. Chứ còn cái mã này em chưa là khách chốt thôi, mà cũng gần như là hết rồi nha. Lên mã này mã quần chip nam chip đùi thấy rồi nha. Chip này là chip đùi mã V em hết rồi ấy. Mã V em hết rồi. Con này là chip đùi hàng xuất Nhật nhá. Con này là hàng 35.000 ra, mua ra giá lẻ. Mua giá lẻ là 35.000. Có size đến 72 kg nhá chị em mình ơi. Từ từ chị ơi, em nói rồi, cái này nó không có cái nào khác nữa hết. Nó chỉ có cái họa tiết khác nhau thôi. Trên nền của nó là nền màu xanh than. Ví dụ như nó thể in chữ bio. Đấy, rồi chấm bi. Rồi họa tiết hoa nhí nhẹ cũng có. Nhưng mà sẽ không chọn. Chị ok thì chị lên thôi. Hàng này là hàng công ty 2 lớp. Em còn được vài cái xây nhỏ nữa là hết rồi nhá, không còn nữa đâu. Nên là chị em mình tranh thủ, vì hàng đó là hàng công ty nó sale đúng một đợt thôi. Còn bao nhiêu là em bán bấy nhiêu, sẽ không có hàng về nữa đâu. Nên là chị em mình tranh thủ. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này nhá. Comment mã này là mã quần chip nam. Size cho những anh nam nào đến 72 kg. Ok nhá. Nguyên còn cái này chỉ có 3 size thôi. 1X, 2X, 3X. Cho tầm khoảng 57 đổ lên đến 72 kg đổ về là ok hết con này nhá. Em đi luôn chị em mình 20k một con nha. Em đi từ 2 con thôi, không đi đi ít hơn nha chị em mình. Chút mã 40 đi hai con mà hạ màng hẳn luôn chục. Em nói thật sự, đi ra mua ngồi con này là hàng 35.000 giá lẻ này, giá bán lẻ ra 35.000 một con này, được chưa? Con này mang bao sướng. Comment luôn cho mã này là mã 40k hai con là ok nhé. 40k. À, chị Ánh Tiết ơi, chị cứ lên luôn dùng mã 125 nhá, kèm luôn dùng số ký là ok em chốt. Chứ chụp còn chị ghi như thế bên em không chốt được nhá. Cứ lên luôn dùng nguyên giờ em không. Em chốt đơn cho nhái, còn lúc mãi em mai ngày mai em soạn sau nha. Quần chip này còn sai từ 1X, 2X, 3X mà sao là hết XL. Quần chip này là 1X, 2X, 3X, áo đang mang hết. Và em đi luôn trẻ mình con này, có cả màu đen nhá. Đen, xanh đen, màu xám. Em đi trẻ mình 40.000 hai con. Con này rẻ xả mà nó thật sự luôn. Mua con hàng xuất Nhật này, hàng mua lẻ ra 35.000 một con này trẻ mình nó chip đùi nhá.
em đi chợ mình 20.000 một con và đóng túi zip ha. Thế cái gì đấy, cái gì đấy, cái còn phim đen hãy bỏ lên đây đi, bỏ lên đây sale đi, lên mã quần nam là ok nhá, 40k hai con đi con nè, bỏ lên đây nè. Ê, ê, cái này đang cột trong này trời. Bộ bơ này rồi cái ra ở đâu rồi cột cái này trong này. Rồi nhá. Bỏ riêng ra, bỏ riêng cái nó ra đi. Đâu phải cái này đầy đủ. Bỏ riêng ra đi. Áo chống nắng ok chị Ánh Tuyết. Chiếc nam chị Dung vỏ chị Hoài Trúc đẹp lắm, mua đi. Nhá. Đẹp lắm, mua đi trẻ mình cứ thử đi. Không là ví dụ mình không hay mua cho chồng á. Hỏi anh chồng là bình thường những cái mã này anh mua bao nhiêu tiền. Còn còn đụng phải hàng khô nữa kìa. Con này là chuẩn hàng xuất nhập. Mà đi chỉ có 20.000 một con. Tắt hẳn luôn, mấy con. Nha, 6 con, 8 con. Thật chỉ là mua cả chục cho anh mang luôn. Mua cả chục luôn. Cái này em còn cả size 2X nè. À size XL nè, size đến 62 nhá. Khoác nắng 2 lớp, size 62 đổ về. Cái này em sẽ nói luôn chị em mình, mã này với giá là 99.000 nha, chúc mạnh. Size 62 nha, 2 lớp dùng nguyên này. Nhà em đi luôn chị em mình con này với giá là 99k 2 lớp nhá, có 1 con, 6 đường con thôi. Chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã nắng 2 lớp 99.000 nha, đúng 1 con. Ai lấy nắng 2 lớp, chị em mình xem like chịu khó tương tác lên xíu nhá. Cái này tương tác kém lắm luôn, đứng đơ đơ mà đi qua mấy mã rồi mới thấy chị em mình comment lên. Đấy, bị chậm đúng không sợ? Nó bị chậm đúng không? Rồi nhá, lên mã nắng 2 lớp là ok. Nên là nhiều khi bình thường like lên nào, con nào chị em mình chốt con đó không quen. Cái này cứ qua một à, chị ơi, đi tỉnh là 30. Cứ qua mấy mã rồi mới tới chị em mình lên comment. Hay chờ đợi nó lâu, con này bán thành chị em luôn. Con này 2 con này. Một con thôi, có 1 con thôi. Con này em đi chị em 35.000. Nó bị chậm ấy, em qua mấy mã rồi mới thấy chị em mình comment lên ấy. Nhưng mà nhiều khi á, chị ơi, chị Húng Lê em nói từ đầu rồi, đi tỉnh là 30, nội thành Đà Nẵng là 15 nha, nội thành Đà Nẵng là 15. Rồi lên luôn trong mã này là mã tim đen luôn, 49k. Chứ chị Lê Bình To, em nói lên số lượng luôn cho em đi, mua 4 con đi, 4 con, 6 con để dành cho mấy anh nam anh mặc, để cho chồng mặc, cho con mặc. Rồi lên trong mã này là mã thành tim đen. Size này chị em mình đến 60 vô tư nhá. Đây, iPhone đang mang, con này chắc có tông tàu, size 60 đổ về nha, lên mã tim đen là ok. Tim đen nhé, em đen luôn chạy mình con này 49k luôn. Có từng này con nữa hết rồi nè. Cái áo vàng là cái nào mà khách hỏi đâu. Cái này là áo nam hả? Áo vàng này là áo nam. Tim đen cho Phương lên. Ai ba? Tim đen này, tim đen này. Áo vàng sau là áo nam. Cho chị Phương Linh này, chị Dung vỏ này nhá. Chiếc đùi cho chị Hồng Linh vỏ rồi. Ok, chị nào lấy tim đen lên tim đen. Em đi chạy mình con này giá 49k thôi. 49k tim đen nhá. Phone này trẻ mình lấy 60 vô tư. Nha, tay của nó là tay dặn dơ dơ này nè. Ok, chị Miên Thảo được hết rồi. Nha, tay của nó là tay dơ dơ này. Chị nào lấy tim đen, chút tim đen luôn dùng nguyên. Em còn được mấy con thôi. Nha, chị nào lấy tim đen lên tim đen, còn 3 con tim đen là hết. Hết sạch luôn cái mã đó đấy. Chị nào chưa có tim đen thì lên luôn dùng. Ui, sót lượng con này. Tim đen cho Phan Hương luôn. Cho Phan Hương luôn. Nè, con này á lửng lửng như thế này nè. Con này lửng lửng này nè. Hay thử con này chị em mình xem. Tim đen cho Lê Trang. Lê Trang lên địa chỉ luôn nha. Lê Trang khách cũ, Tâm Lê, Phan Hương, Lê Trang. Chị Lê Trang khách cũ rồi. Rồi nhá, lên luôn những mã này là mã lửng xanh luôn. Dùng cái này 57 đổ về chị em mình chút đẹp. Có tông tàu phun lửng nhá. Lên mã chữ xanh, 49k có 1 con. Cái này là hàng sót lại này. Cho chị Thảo Nguyễn này. Thảo Nguyễn xanh 49k luôn này. Thôi là hàng sót lại thôi. Cái này công sở. Còn công sở đây hả nè. Nó size XL rồi. Còn công sở này size XL rồi. Chị ơi, không chọn đâu chị ơi. Không chọn là chấm bi hay là họa tiết cho em nói từ đầu rồi. Chị nào chọn em không chốt nhé. Nguyên nói nè. Nguyên nói như thế này nè. Ôi cái này đi đi đóng. Đóng gốc bị lộn hả? Hết xong rồi nha. Cái này nó bị đóng nút lộn rồi. Xanh em hết rồi. Cái này bị lỗi xíu là nó đóng nút lộn, xe 55 đổ về. Cái này chị em mình ơi, về cho cái nút qua đây và đánh máy qua đây nhé. Cái này em bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 39 là cái gì trời. Cái này mặn chậm quá chị em mình ạ. Quần sọt á. Quần sọt đâu còn đó, hàng cái hàng bôm chứ em cũng thấy là quần sọt rồi.
Cái này lên mã lỗi đi chị em mình ơi. Đi chị em mình con này 49 nghìn luôn. Chị em mình đi ra xử lý dùng nguyên phát nha. Cái nút này nó đóng bị lỗi nè. Vậy đáng lấy ra ở đây nè. Và cái cài nó ở đây nè. Lên con này 49k luôn, size 55 nhá. Lên mã lỗi là ok chị em mình ra xử lý 5.000, 10.000 chứ mấy. Em đi chị em mình con này 49k size 55. 49k size 55 nhá. Chuyển qua con lửng này đi nè. Nó giống với con trắng lúc nãy, con xanh lúc nãy. Dạ mình mang lên cái này đẹp 57 độ về dạ mình chỗ ok nhá. Chắc của nó toàn là chắc có tông tàu thôi. Toàn là có tông tàu thôi. 57 độ về nhá. Con nó bị lỗi nha, chị em mình về xử lý nha. Nè. Đẹp chưa? Chuẩn hàng tàu nha. Đây mít với con này cũng đẹp. Mít con này đẹp, size 57 độ về. Lên luôn chuông mã trắng 49k nha, có tông tàu 57 độ về. Phôm này hơi lửng lửng nhá, nó không có dài như chị em mà nói. Dạ mình nhìn hàng này nha, chị nào lấy mã này lên mã trắng 49. Có chia sẻ để đẩy view lên trên 100 á chị em mà nói. Mấy ngày hôm nay thấy mà để mình lên 100 view hơi bị khó đúng không? Từ nào mà lên 200 mấy thì là mà khi mà lên hàng hàng mới lên 200 mấy. À, cái này á mấy hôm nay không lên ở 100 view luôn. Mình ý hết sức. Nha, chị nào lấy trắng lên trắng 49k luôn dùng nguyên là ok. Chị nào lấy trắng lên trắng nhé, 49k và chữ hồng luôn. Cái này mang phôm lửng lửng 57 đổ về là chị em mình mang đẹp hết con này. Em đi chị em mình 49k nó nè. Đẹp này. Đáng hàng tàu hết nhé. Con này toàn hàng tàu như chị em mình ơi. Phôm nào phôm lửng lửng này 57 đổ về là chị em mình lên ok. Nha, chị nào lấy cái này lên mã trắng hoặc hồng mang luôn mấy con. Giờ mang toàn áo quần lưng cao hết mà. Mix với những con này nó gọn. Nó gọn, nó đẹp nha. Chị nào lấy thì lên luôn dùng đi. Còn trắng và còn hồng thôi nha. Em đi chị ăn 49.000. Không chị tây tây. Rồi nhá, chị nào lấy cái này thì lên. Ha ha ha. Ha. Vứt trong nguyên mấy cái bộ lăn trong đó với. Bộ lăn bên sát bên nè, tinh giải á. Lấy mẫu trong nguyên ở trên đường luôn, bên đường luôn. Rồi nhá, chị nào lấy màu nào lên màu đó. Em còn mỗi thứ một ít nha. Chị em mình lên luôn trong mã này. Ba hồng chị tây tây. Trắng hoặc hồng lên luôn dùng nguyên nhá. Dạ bộ lăn người lớn ha. Trắng hoặc hồng, chị em mình lấy đúng mã cho em. Hoàng Hương nha, còn em mã đó là mã trắng hoặc hồng luôn dùng nguyên. Không trả lời, chắc xả cái đơn người ra đi. Xả cái đơn người ra luôn. Để bữa trừ luôn. Con này tiếp luôn dùng nguyên cái này. Không. Lanh sát đường luôn này, lanh đùi á. Đây nè, hồi chỗ hồi nãy hơi ngồi lên á. Ờ. Cái này em có một cái tặng 35.000 luôn. Size 52. Size 52 và tặng 35k dùng nguyên nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Mấy hôm nay kém lắm luôn á chị em mà nói. Kém lắm luôn, không lên nổi nổi view luôn. Không biết lên cái hàng gì luôn. Không biết lên cái hàng gì trong cái hàng kiểu hàng váy đồ về loạn sang ngầu lên. Nha, rồi lên luôn này. Vào phía sau phần nam nha. Áo nam con này là 65k, đầy đủ size. Đầy đủ size nhá. Áo này là áo polo hàng công ty nha chị em mà nói. Nha, chị nào thích cái này thì lên luôn kèm số ký là ok. Nha, con này chị em mình thích thì lên kèm số ký là ok. Em đi luôn chị em mình chỉ có 65.000 con này thôi, đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà rút một ông cái thôi. Rút một ông cái thôi. Chứ không ai như lộn vô rừng á, không hiểu. Con này em có một cái. Sai chị em mình 52 đổ về tặng 55.000 luôn. Nha, chốt mã tặng quần sung 55k còn cái thôi. Nha, chị nào lấy quần sung lên quần sung luôn dùng nguyên. Nha, quần sung em có một cái. Quần sung em có một cái. Em nói cái này em cũng gần vơi rồi nè. Gần vơi rồi nè. Bao nhiêu chị đặt cái này. Chạy cho chị em mình toàn hàng hãng thôi. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Cái này là hàng hãng nha chị em mình nhá. Lanh hãng luôn dùng nguyên. Đài đủ size mà đường cái này có size to. Có size to. Chị ơi, chị cứ lên cho em số ký đi. Lên số ký đi. Nha, chị cứ lên số ký cho em. Cái này nó đài okay, size. Lê thì bất ái. Cái này đài size nhá. Không, lấy 6 cái đi. Tại vì đóng túi zip là 2 con. Lấy 6 cái nhé. Con này thì xung cho chị nhanh pha. Quần xung cho chị nhanh pha. Cái này chị em mình cứ lên số ký là ok này. Chả có xe nhỏ. Giờ không có xe nhỏ đây để mang thử chị em mình vô. Áo này nam mang được, nữ mang được. Chị em mình có thể mua về mang cặp. Mang cho cả gia đình luôn. Hàng này là hàng polo xịn, hàng công ty đó. Nhá chị em mình nhá. Chị nào thích cái này lên chung mã polo nam. Nha, 65k một con như thế này. Chắc này. Chắc này chị em mình ơi. Chắc cái 6 ấy, nhưng mà nó mềm lắm. Chị nào mà mua cái con áo nữ hàng công ty hôm bữa là chị em mình biết chắc con này giống y như thế. Áo nữ có cổ hôm bữa đấy. Rồi nhá. Lên luôn dùng nguyên con này. Cho hai mẫu caro nữa ha ơi. Y như thế mà caro. À, cái này chị em mình tranh thủ mà chốt nè. Nó vào mùa mà không săn được bộ này hơi bị tiếc.
Nguyên chạy luôn cho chị em mình toàn bộ là lanh hãng hết. Lanh hãng hàng xịn nhá. Lanh hãng và hàng xịn chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên. Không phải hàng xưởng đồ đâu chị em mình ơi. Đầy đủ size cho chị em mình từ để mang đẹp phải 50 độ lên. Nha chị em mình dưới 50 nó sẽ rộng. Size L là size nhỏ nhất, L, XL và 2XL. 3 size. 3 size nhé. Được chưa? Còn cả caro nữa. Còn màu trắng, còn màu trắng, màu đen nhưng mà hai màu nó còn ít lắm. Em đi luôn chị em mình bộ này luôn. Nha, cầm em mã này là mã 125.000. Kèm luôn dùng nguyên số ký cho chị em mình chọn màu. Nhá, 125.000 chạy chị em mình hai bộ. Nhớ luôn dùng nguyên là hai bộ nhá. Coi như là sale một con và bán tặng kèm một con đấy. Nha chị em mình nhìn hàng, em lên chị em mình cắt màu luôn, mã này chị em mình tranh thủ. Chứ không vài bữa nó nhận hàng về mua một bộ nhận hàng về đẹp kêu thêm là không còn đâu. Em đảm bảo luôn ấy. Nhá, cái này bắt đầu vô mùa nóng là không có hàng để mà trả. Đây chị em mình nhìn hàng, toàn bộ là lanh hãng nhá. Chị nào ưa cái này lên luôn chung mã 125 cho chị em mình chọn màu nhá. Có caro đỏ này. Nha, caro đỏ này, caro đen em lên các màu cho chị em mình nhìn. Caro đỏ, caro đen, toàn khách nhà nguyên bốc 4 bộ. Nha. Hoa đỏ luôn dùng nguyên, cái này có up mẫu lên trang cá nhân rồi đấy. Hoa xanh chuối này và hoa xanh dương này, hoa hồng. Từng này tông màu nhá, bộ lanh đùi dùng nguyên. Nha, chị nào lấy cái này, nguyên toàn chạy lanh hãng nhé chị em mình nhá. Lanh hàng hãng mà chạy trẻ mình ngang giá này, ngang giá hàng chợ ấy. Nhá, chị nào lấy cái này lên luôn chung mã bộ lanh 125 kèm màu luôn dùng nguyên, kèm số ký và kèm màu nhá. Được chưa, chị nào lấy cái này. Nguyên kia cỡ khoảng 2 phút, 1 phút mà không nhảy comment là thấy buồn ý rồi đấy. Kèm cho em cái số ký nha, là thấy buồn ý rồi đó. Chị nào lấy cái nào thì lên. Trong khi chạy cho chị em mình phục vụ chị em mình toàn hàng hãng. Còn màu đen và màu trắng nữa chị. Nhưng mà chị nào thích thì lên, nếu như mà còn size thì em bóc máy size thôi. Vì riêng cái màu này là nó đài size nên là em like trước. Đây còn những cái kia là thứ còn có một cái thôi. Chị em mình lên trên một comment đi chị ơi. Nha, lên mã 125 kèm số ký và kèm cho chị em mình chọn họa tiết luôn. Nha, lên trên một comment cho em để em chốt đơn nhá. Chị em mình cứ comment like trái là không chốt đơn được. Nha. Rồi lên luôn nè chị em mình ơi, lên cho nguyên trên một comment. Lên mã 125, 45 ký rộng chị ơi. 125 kèm luôn dùng nguyên màu và kèm luôn dùng nguyên cái số ký luôn. Nhá. 125 kèm màu kèm số ký. Nha, caro okay, đen, caro đỏ, hoa. Caro đen, caro đỏ, hoa nhé chị em mình nhá. Nguyên nói cái này chị em mình không sao thì tiếc lắm luôn. À, cho Vi xem cái sơ mi hồng phía sau. À, từ từ chờ nguyên xíu. Em qua cái này đã. Qua cái này xong thì chị em mình sang cái này. Ok, bé sao. Nha, chốt mã 125 kèm luôn dùng nguyên màu và kèm luôn dùng nguyên cái số ký, nhớ phải có số ký nha chị em mình ơi. Nha, cho chị em mình 55 đổ về là chị em mình mang size L là ok. 60 đổ về là chị em mình lấy size XL và 65 đổ về là chị em mình lấy size X nhá. 125.000 hai bộ, coi như là em sale một bộ và em bán tặng kèm một bộ luôn. Tặng kèm một bộ nhá, các tông màu. Chị nào lấy cái này lên. Sao cái này đẹp chốt đi chứ sao tiếp. Lan này đẹp đó, nhỏ. Nhỏ chỉ 4 mấy ký thôi. Chỉ có 4 mấy ký. Rồi nhá, caro luôn dùng nguyên có đỏ và đen nha, hồng này, xanh dương này, xanh chuối này, màu đỏ này. Được chưa, chị nào okay. Lấy cái này lên luôn dùng nguyên 125 kèm màu okay. Và kèm số ký. 55 đổ về là chị em mình lấy size L nhá. 60 đổ về là chị em mình lấy size XL dùng nguyên và 65 ký đổ về chị em mình lấy hay. Thường ấy. Ok, để đó nguyên đi. À. Ok ok. Thường ấy là lanh mà nó to nhất thì chị em mình tầm 60 thôi. Ít khi nào có size to này. Nên á là chị em mình ở phía trước này coi. Size to thì chị em mình tranh thủ mà phát nhé. Tranh thủ mà phát nhé. Em đây luôn chị em mình giá chỉ có 60. Chạy cho bao nhiêu tiền ta? Chạy bao nhiêu tiền ta? 125.000 à. Chưa 65, chưa tới 65.000 một bộ chị em mình nghĩ đi. Hắn rẻ cỡ nào? Chưa tới 65.000 một bộ. Rồi chị nào lấy cái mã đó tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhé. Em sẽ trẻ mình giả đó, giá đó là cực kỳ rẻ luôn. Còn ở đây đây còn không bên này hai này cái kiểu hồi nãy anh ngủ còn ở đây này kiểu nãy ngủ còn đây này ok Ngân Nguyễn không có rồi nha này bỏ Hương Kim cái này chắc là em bỏ đây có lớn hàng trước rồi này à, cái áo kiểu trắng đó kìa tổng này bích băng ok luôn chị nào mà xây to tranh thủ hết cái đó đi vì thường thường lan nó ít có xây to lắm cái này em có ba to em bán tặng luôn cái vẻ mà nè có lại được ba con thôi. Size này chị em mình lấy 55 đổ về. Mang cái này là dạng mang phun lửng nhé chị em mình nói 55 đổ về. Còn ba con thôi. Đây mã tặng sọc là ok, tặng nó luôn chị em mình con này 29.000 luôn. Hàng này em đi chị em 43.000 đúng không? Còn ba con chốt cho chị nào chia sẻ.
29.000 chốt lên luôn dùng Nguyên. Ok chị Phan Thị Vy có rồi. Phan Thị Vy có rồi nha. Cái này Nguyên có đúng 3 con. Nó ngọc nó cũng đẹp. 3 con size 55 đổ về không trọng màu luôn dùng Nguyên nhé. Sót gọn kho luôn trẻ mình luôn. Nha, em đi luôn trẻ mình con này giá lên trẻ mình là 29.000 thì trẻ mình nhìn. Chọn giá hàng tặng chưa? 3 con thôi. Chốt cho chị nào chia sẻ nha, còn ai không chia sẻ bỏ qua. Lên mã tặng 29k luôn dùng Nguyên là ok. Tặng 29k nè. Hay tìm riết vậy hả? Hồi chiều ai vô tìm mới riết. 29 cho Hoa Như Trương. Hồi chiều đã... đâu có chia sẻ đâu. Hoa Như Trương không chia sẻ 29 cho Hoa. Hoa Như Trương không chia sẻ. Không chia sẻ bỏ qua. Ui con này. Con con thôi. Cho chị buông ngơ luôn. Cho chị buông ngơ. Trẻ mình cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhé. Được 3 con thì không chọn màu nhé. Không chọn màu nhé. Con này 125 caro đỏ đen. Chị ơi chị Đặng Thu Hương không lấy số ký sao chú? Số ký Đặng Thu Hương ơi. Kèm số ký không có số ký như thế làm sao chốt đơn được chị ơi. Riết con này cực kỳ dài. Mì tàu. Dương Mỹ Duyên mì tàu à. Ok 76. Mì tàu á ba dạng tomboy hay là như thế nào chị ơi? Cái này em còn con thôi. Cái này còn con thôi này. Lên mã viền cái này em đi chị em mình 49.000. 49.000 nhá. Rip xịn nha chị em mà nói. Rip xịn rip dài cái này chị em lấy 60 bạn mau ok. 49.000 luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy cái này lên mã chữ 49k. Chị chốt những chị nào chia sẻ thôi. Hàng là gọi là hàng sale, hàng bán tặng lẻ tẻ. Mà chị em mình không chia sẻ bó tay luôn. Này, con này chị em mình. Lên mã này là mã theo size 55 đổ về nhá. Những con này lên đẹp lắm. Cho vô thường. Những con này lên đẹp lắm. Lên mã theo luôn dùng Nguyên nhá, 55 đổ về, toàn theo hết. Nha em đi chị em mình con này 49k luôn. Nha, lên mã này là mã theo 49. Hết rồi nha. Theo 49 em có một con. Nha, comment mã theo 49 chị ơi, chị comment lên trên một dòng cho em với. Chứ đừng comment la ra nếu không có in bill được. Nhá, không in bill được. Comment lên trên một dòng giùm em với. Quần áo nam. Trời, con này là tình ngộ mấy con rồi. Quần tâm bôi đấy. Em đang mang quần tâm bôi nè. Thì là lấy cái mã này thì lên luôn cho mã 89k kèm luôn dùng số ký ok. Quần này mang sướng quá đúng không? Nhá. Chốt lên luôn dùng em, thích con này. Ừ. Chị đặt đi. Mới vừa về thêm đủ size rồi nè. Cho Văn Đỗ. Mới vừa về thêm đủ size, chị lên mã 89k. Kèm hôm bữa là cháy hàng không có hàng đúng không? Đấy, mới vừa về xong nhưng mà cũng chưa kịp up lên là mai up lên sau. Nha. Cái này về như được 200 quần không có nhiều. Đấy, nên là chị em mình tranh thủ cái mã này. Rồi tiếp nhá. Cái này em còn cả thôi. Lên mã áo nam luôn dùng cái này em bán tặng chị em 49k luôn. Size 62. Size 62 nhá. Nha, con này em đi chị em mình luôn. 49k. Bơ có 29 rồi nha. Áo nam nha chị em mình, chắc con này đã lắm. 29k nó luôn dùng Nguyên. Chị nào lấy mã 2 lộn. 49k chốt mã 49k. Chị ơi cái mã em đang quần dáng bo thì cứ lên cho em số ký đi rồi em chốt đơn. Rồi lên luôn chung mã này là mã rút. Bo rít nhá, cái này em còn còn. Bơ 125 rồi nha. 125. Rồi nha, lên luôn chung mã này mã rút. Ôi view. Tôi chán chưa? Cho sẵn mượn cái điện thoại nữa nè. Em mặc size nhỏ nhất là size S. Mặc size nhỏ nhất là size S. Thế. Đọc lại một cái nữa. Con này em đi chạy mình 49k rút tím nhé. Con này dòng bo rít chạy mình thôi. Bo rít nhá, rút tím luôn dùng Nguyên là ok. Nha, con còn con. Con còn. Mạnh chậm quá đi, lên không nổi luôn. Rút cho nhanh phang. Không, đi qua máy mã rồi mới thấy cứ lên comment. Hiểu cái bếp nhà mình bị chi luôn. In cái bộ lăn cho chị Seria Nguyễn. Seria Nguyễn. Ok, Seria Nguyễn. Chờ em xíu nhé. Ngay còn, ở cái cổng hả? Toàn là đi qua máy mã rồi mới thấy chị em mình lên comment nè. Cái bị kén. Từ từ chia sẻ em phát lại nhé chị em mình nhé. Chia sẻ cho thầy đi. Chia sẻ cho thầy đi. Con này hôm bữa tự nhiên bán tặng hay là cái áo rồi ta. Cái này em có một cái em tặng nó luôn chị em mình, con này tặng 19k luôn. Nha, tặng 19k luôn dùng Nguyên xe. Cái này không biết trong bộ hay là kiểu gì, bây giờ còn lòi ra cái áo thôi. In cho chị Dương Mỹ Duyên đi. Dương Mỹ Duyên. In cho chị Đặng Thu Hương. Vừa nãy là quần tâm boy. Con này tặng 19k luôn. Nhá, chúc mã tặng 19 là ok. Tặng 19k là ok nhá, quần tâm boy đấy. Hội hộp. Quần hộp hay không đây cho đổi tay đi. Hả?
Trời ơi. Ai nhanh có nè. Sót lại được mấy con? Toàn hàng tàu nha. Chắc nè. Miên man mỹ mãn luôn. Size này chị em mình. Cẩm Hương 19 nha. Thì Cẩm Hương Suka đang có đơn không? Chúc tặng cho ai đang có đơn, bỏ tặng ai đang có đơn đi. Bỏ kèm cho ai đang Cẩm có đơn. Suka có đơn không đó? Ai đang có đơn chốt nhá. Rồi nha, lên luôn dùng con này. Comment mã này là mã bò vàng. Cái này em đi chị em. Dạ. 49.000. Nhá, chốt lên luôn chung mã bò vàng 49. Size này chị em đến 60-62 vô tư. Nhá, chốt mã bò vàng 49k là ok. Còn con này là hàng tàu, bò vàng, bò hồng. Còn hàng tàu hết 49k. Size này chị em mình 60-62 vô tư nhá. Những con bò này đẹp lắm. Bây giờ dơ lên là chị em mình không chốt mà đến lúc cái này. Như cái này còn cái này nè. Mang lên chị em mình lại hỏi. Nha, lên mã bò hồng luôn dùng nguyên. Cái này chị em mình mix với quần quần Nguyên Đăng ngày hôm qua à. Mà cũng hết rồi. Cho chị Thúng Nguyễn nè, con quần đang mang 52 kg. Rồi nha, lên mã bò hồng. Nha, bò hồng 49k luôn. Nha, chị nào lấy bò hồng comment lên mã bò hồng luôn dùng nguyên. Bò vàng luôn. À, bò xanh, bò xanh. Bò xanh. Bò vàng chị Văn Đỗ nè. Rồi lên mã bò xanh luôn dùng nguyên nhá, 49k. Cái này thứ em còn phải thôi à. Nè, cân chưa? Nhìn cân chưa? Quần 89 đâu phải không? Quần 89 ấy. Lên mã bò xanh là ok nhá. Phom to, phom này chị em 62-65 vô tư ấy. Đấy, lên mã bò xanh là ok. Còn bò hồng và bò xanh, đừng ba đừng có cụm đó ba. Nhá, bỏ xuống này nè. Không có đâu chị ơi. Bỏ xuống gấp bỏ ra, đừng có cụm nó ra và mai cái lên dọn hàng cái ra cái bỏ vô trong bao hàng lẻ là ra hàng lẻ hết. Này. Lên mã bò xanh luôn dùng nguyên nhá. Bò xanh em có một cái. Chị nào lấy bò xanh chút lên bò xanh là ok nhá. Cái này là lên chị em mình giá sale dọn kho thôi. Sale dọn kho nhá. Ai chưa có thì lên. Nha, hàng mới đã đầy ra, chân váy, áo kiểu, đầy nhiều lắm. Thì em xem là chị em mình lên một mã chân váy nữa. Nhưng mà mấy hôm nay tương tác kém quá. Lên mã bò đen là ok. Không có cái nào 45kg hết chị ơi. Bò đen còn con. Em đây nói luôn chị em mình là 49k là ok nhá. Này, đây nè. Bò đây hồng này. Cho mai cỡ. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đây. Được chưa? Gấp. Hồng hết rồi chị ơi. Nha, bò đen luôn dùng nguyên. Nha, chị nào lấy bò đen, chút bò đen luôn dùng nguyên là ok nhá. 49k. 49k bò đen nhá. Chị nào lấy bò đen comment mã bò đen luôn dùng nguyên là ok. Rồi. Tiếp lên để em qua luôn chị em mình một mã chân váy nhá. Ok Phương Ngô. Qua chị em mình một chân. Bò xanh cho Bích Vân. Cái này em còn có mấy con chị em khác luôn. Quần ngố này đẹp lắm luôn, còn sót lại nè. Hôm qua like mà. Như chị hỏi không có size to. Bò xanh kìa sao? Bò xanh hết chưa? Rồi. Ok. Bò xanh Bích Vân rồi. Chị Phương, rồi chị Phương Ngô, in bill chị Phương Ngô. Ôi cái này chưa cho chị lên nắm có lấy không nữa nè. Chắc là được 3 con. Cái này khách nhà Nguyễn hỏi nhiều lắm. Còn bò đen nha. Cái này sao nói luôn chị em 69.000 size 55-57. Nè, mix với mấy con áo này bao đẹp luôn. Nói là gọi là dạng ngắn của cái quần dáng boy. Dạng ngắn, dạng lỡ của quần dáng boy. Có 3 con thôi, mì hàng hết. Nha, toàn bộ là mì hàng. Chị nào lấy cái này lên chung mã lỡ là ok nhá. Em đi luôn chị em mình con này giá lên chị em mình là 69.000 giá sale luôn. Còn được đúng 3 con. Nha, chị nào lấy lỡ size 55 đổ về là chị em lên đẹp luôn dùng nguyên nhá, 3 con thôi. Em đi chị em còn một con màu đen đó chị Hiếu Dương có à, chị à. Chị Lê Thắm có lấy một chốt. Nhá, 3 con thôi. Nha, khách lên luôn dùng mã này. Quần lửng nhá, có 3 con thì chị vô thường con. 69.000 luôn. Nha, tranh thủ phát chị em mình nó con này rẻ lắm. Mua hàng đi. Đảm bảo nhận hàng con này về chị em mình sẽ thích. Nha, con có 3 con thôi. Chị nào lấy quần lửng lên quần lửng, 3 con quần lửng. Nha, giá em lên luôn chị em mình là 69.000 cho Phan Hương con còn một con. Nha, chị nào lấy phát nốt luôn dùng đi. Rồi con này là hàng tàu chuẩn luôn. Chuẩn hàng tàu toàn túi tiết của nó cũng là hàng không cho luôn. Cái bảo chị Hiếu Dương lấy bạn chặn ra. Ba cái đó. Ok nè. Cho vô thường Phan Hương có Hiếu Dương chị may cỏ hết nhá. Cái nó lại hàng sót lại thôi. Hàng sót lại thôi. Còn gì đó. Hết rồi. 69.000. 69.000 mạnh chặn quá chị ơi. Chuẩn hàng tàu luôn. Túi tiết cũng hàng tàu luôn. Quần lỡ này em hết rồi. Dọn đau sót được từng nữa. Thì thật sự là cũng có hàng nhưng mà không có hàng chị em ơi. Nhưng mà nhập vô giá cao lắm. Bình thường em sale chị em mình có 79.000 này. 79 hay 75.000 gì đấy. Mà giờ đi nhập lên hàng 8, hàng 8 mấy rồi. Thì giờ về bán chị em mà làm sao. Lên mã này là con này vải đã này. Mềm cực mềm luôn. Chuẩn hàng tàu luôn nhá. Em lên chị em mình con này 49k. Lên mã này là mã chữ vàng. Có tông tàu đẹp. Yên tâm là hàng đẹp nhá. Con nào mà hàng thun thường thì em cũng báo thun thường, thun có tông thường. Còn hàng xịn em báo hàng xịn nhá. Con này chắc đã lắm nè.
còn đã hơn cả thung Thái này. Đấy, chị nào lấy cái này, làm cái này xương thô, cái nó túi tiết của nó cũng là hàng tàu luôn ấy. Túi tiết cũng là hàng tàu luôn. Ok nhé, tiếp lên luôn cho chị em mình luôn. Cái đã vàng nó đã còn mấy con tọc tắm tao mới lòi ra cũng nhập ba đây. Cái này có 3 con, 4 con em bán tặng mỗi chị 1 con thôi. Nhưng mà chị nào đang có đơn chốt nhé, khoảng hết rồi. Chị nào đang có, chị nào quần lỡ hết rồi chị ơi, không còn. Đây là, đây là chưa thấy quần lỡ. Bên cái chữ, à đây nè, đây nè, đây nè. Cái chắc chồng này chả biết ở chỗ nào. Đây, vàng đây. Chữ vàng nè. Đây nè. Con hàng sau thôi. Đây nè, chữ vàng nè. Chữ vàng đây nè. Chữ vàng nè. Chữ vàng nè. Sorry Nguyễn nè, chữ vàng nè. Còn chữ xanh, chữ xanh, chữ cam nè chị em mình. Nhìn túi của nó là chị em mình đủ hiểu rồi nè. Nhìn hàng nè, toàn bộ là hàng Quảng Châu, chuẩn hàng Quảng Châu luôn ấy. Nha, chị nào thích cái này lên mã chữ cam. Chữ cam, chữ vàng. Form này chị em lấy 60 phải bao đã luôn. Nha, con nào mà đụng ví dụ như nhập hàng mà cốt tông thường em báo là cốt tông thôi. Đấy, còn thun Thái em báo luôn chị em mình thun Thái, cốt tông tàu mấy cái cốt tông tàu. Phải đã lắm nè chị em nè, mềm cực. Nha, 49 nghìn, lên mã chữ cam còn cái. Chữ cam còn cái. Nha, chữ đen còn cái, chữ xanh còn 3 cái. Nha, còn vàng còn cái nè. Chị nào lấy chữ lên chữ kèm luôn dùng nguyên nhá, túi này. Nha, chị nào lấy cái này lên chữ luôn dùng nguyên nhá, chữ đen. Hôm nay chị em mình để 60 mau kéo, hôm nay em vừa thôi nhá. Áo vàng. Áo vàng cho xương ngô. Xương ngô. Xương ngô nào đây ta? Xương ngô lên thông tin nha. Lấy lại thông tin dùng nguyên nhá, nhiều khi khách quen. Cho sorry Nguyễn. Qua Tết cái là ra khách mới hết. Ra Tết là ra khách mới hết luôn. Đen cho xương thu. Đen cho xương thu. Điều chị em anh về đổi hình đại diện hết là cứ ra khách mới thôi. Cam còn không? Cam rồi. Hết cam rồi. Chắc cái này cũng hết rồi, đau đau rớt lại thôi. Rồi lên mã này là mã chữ xanh cho chị bao bên. Chữ xanh, xanh này xanh xanh cốm ấy. Không phải xanh chuối, xanh xanh bơ ấy. Cái này xanh này là xanh bơ nhá. Xanh bơ nhá, chị nào lấy xanh bơ lên xanh bơ vải đẹp lắm. Nhá, chị nào lấy xanh bơ lên xanh bơ. Còn hai cái xanh bơ và một cái chữ vàng nữa là hết nhá. Chị nào lấy xanh gì ti ti. Xanh chị ti ti 49 nghìn thôi. Không, đợt này đi nhập ra mà hàng tàu chị mà ra 49k thì hơi khó. Nhá, còn một xanh bơ, một vàng, chị nào lấy. Cam em hết rồi chị Hương Kim ơi. Áo khoác nắng sau lưng, size nhỏ nhất là size M. Size M nhá. Cái này hiện tại Nguyên chỉ còn size M và size L thôi, 55 độ về chả còn size gì hết. Lên mã chữ xanh và chữ vàng còn hai con nữa thôi. Em đi gọn luôn chị em mình là 49k. Nhá, hết cam luôn rồi đấy. Nhá, chị nào lấy chữ vàng lên chữ vàng, chị nào lấy chữ xanh lên chữ xanh. Đây này con khóa cũng đang ngang, chị nào ưa thì đây luôn những mã 125 nha. Giờ tầm 52 đổ về chị em mình lấy size M và 55 đổ về chị em mình lấy size L, còn đúng hai size thôi. Mà còn xanh tầm bơ cho nắng mùa hè, còn đen không? Chữ đen hết luôn rồi. Hết rồi đấy, cái nó hình như là sắp hết rồi. Tao lo ra được. Hôm nay ra được tập hết thôi chứ không còn. Em hết hàng ở đó rồi. Chữ vàng cho Hương Kim. Hết rồi đấy chị em một thôi. Nói chung là hàng chắc chồng, chắc chồng nên là em. Xanh hết rồi Bích Vân nha. Thôi mã đó tặng hết cho chị em rồi. Tạm hết cái mã đó đã. Thấy rồi Trần Thanh Loan ơi. Cho bà sợ. Cho bà sợ cái áo nắng bà sợ đang mang ấy. Cho coi mẫu thôi. Cho khách coi mẫu thôi nhá. Chứ chị em mình không chọn màu nha. Nuôi lấy luôn trường nguyên. Không chọn, họ tiếp. Đây nè, trong cái bọc đó sao kìa. Không có màu sáng gì ơi, không có màu sáng. Chữ nó nguyên hết luôn rồi đó chị ơi. Chị Trần lên like hết luôn rồi. Cái này không có màu sáng đâu, toàn bộ cái nền áo nắng mà đi chi màu sáng. Cái nền của nó là nền màu xanh đen hết. Hai lớp nhé, hai lớp dài thế này nè. Hai lớp nha chị em mình ơi, em đây luôn chị em mình con này giá 125 nghìn. Xanh cũng hết luôn rồi đúng không? Xanh hết rồi. Mã nó hết luôn rồi. Giờ tìm ra cái mã đó đó. Chưa quanh chưa thấy đâu. Nè, chị nào lấy cái này. Không, hết rồi chị Châu Nguyễn ơi. Chị nào thích cái này lên luôn trường này chị em mình nhìn hàng. Con bộ con này là hàng xuất nhập nhé. Đây không phải hàng xưởng đâu. Mà giá em đi thì chị em mình chỉ có 125.000 một con. Hai lớp dài. Đây chị em mình cứ nghĩ lên giá là chị em mình biết cái độ rẻ rồi. Đấy, em còn được vài con nữa là hết. Dứt luôn cái mã này. Chị nào chưa có thì lên mã 125 kèm luôn dùng nguyên cái size. Size M tầm 52 đổ về và size L chị em mà 55 đổ về để chị em chốt đẹp nhá. Đây, chị ơi lên luôn dùng mã này là mã nắng dài đi. M là ok nhá, để ngày mai em móc đơn chứ sợ nó nhầm. Lên đúng mã nha, nắng chốt dài. Chốt lên luôn dùng mã này nắng dài kèm size luôn dùng nguyên.
để khỏi bị nhầm nhá. Đây mã nắng dài, quần váy trắng 49 tìm thấy, đơn dùng cho Diễm Nguyễn cho chị. Hình như là Diễm Nguyễn đi rồi chị Trang ơi, Diễm Nguyễn đi đơn rồi. Sơn Trang là hồi chiều vô lấy đơn anh lên lương lấy đó. Hình như chưa tìm ra ấy, chưa tìm ra đúng không? Chắc cũng đâu đó mà. Nắng dài 60kg với đàn lệ ok. Không có. Hả? Chỉ có size ML thôi mà. Size ML thôi. ML 60kg vừa hết rồi. Cái này hết luôn lúc trưa rồi, chỉ còn được vài con size M và size L nữa là hết sạch rồi. Ok, dư mấy nhá. Nên là chị nào thích thì lên tầm khoảng 50, 55 đổ về là có size thôi. Áo em đang mang hết sạch thành xanh. Chắc còn còn nào hết. Đây sẵn size gì á, chị cho chị Dương Mỹ Duyên luôn nè. Khỏi còn size gì size M trừ cho chị Dương Mỹ Duyên. Áo em đang mang hết sạch rồi. Cái này em còn mấy con, là gọn luôn cho chị em mình luôn. Đây có mấy con thôi, 4 con nhá. Hết mã này luôn, dứt luôn mã này luôn. 4 con size L, size L, size 57 đổ về là chị em mình chút đẹp size L luôn. Và size L not, 4 con size L. Comment mã tặng L là ok. Nha, cái này em chạy có tông tàu này, không phải là da cá đâu. Nha, size 57 đổ về. Nắng dài cho chị Lam Nguyễn ơi, lên cả địa chỉ trên live dùng luôn với này. Chị Lan My Nguyễn lên thông tin Nguyên. Cái này em đi luôn chị em 4 con. Bán thằng chị em con này tặng 25. Nhưng mà chị nào đang có đơn để chốt nhé. Nhưng con này chị nào đang có đơn để chốt dùng nguyên tầng 25k và em chạy dễ mình có tông tàu chứ không phải là da cá nhé. Đấy nên là nó mềm. Tầng 25 là ok. Còn 4 con mang mùa nắng này mà con Nguyên nó bán cái quần có 25.000 không màng thì thôi. Nha chị nào lấy cái này lên cho bản tặng 25. Ok thì thấy thì để. Chị ơi chị Phương Linh đang không có đơn mà cũng không thấy chia sẻ. Nha. Chia sẻ cho em đi đã. Người tình trong năm cũng thấy chia sẻ. Sorry Nguyễn không thấy chia sẻ. Sao những cái mã hàng sale mà sao chị em mình không chia sẻ. Cho chị Mỹ Hạnh Hồ này, chị Nguyễn Ngọc có 4 cái thôi nha. Đấy chị em mình yên tâm, Nguyên sẽ đang xem trong live nhiều những cái mã xả rất là rẻ luôn. Cho chị Kiều Nguyễn và Võ Thị Yến Nhi nữa là hết. Hết nha, có 4 cái thôi. Tặng 25, tặng 25. Em đi đi gọn luôn cho chị em mình luôn cái đó. Rồi, tiếp cái này em có tầm mấy con thôi. Nha chị em mình yên tâm á, là chia sẻ mình không bao giờ mất quyền lợi. Nha, toàn bộ cái gì em xem bán tặng em sẽ ưu tiên trước khi chị làm chia sẻ thôi. Thế giờ nó mới hiện lên logo người chia sẻ chị ơi. Ui. Ui, nhìn nè. Con này size to, size 60 rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Gần như là mì. Con này gần như là mì. Này chị em mình nhìn nè. Chắc nè. Không phải là mì hàng nhưng mà. Hết rồi chị Thúng ơi. Hết rồi nhá. Hết rồi chị Thúng Nguyễn ơi. Rồi, cái này size to thôi, size 60 nhá. Nó dài, nói chung là chị nào mà mua nhận hàng cái con quần năng mong Asos về. À quên, chị ơi chị Tí Tí lấy bao nhiêu ri quần đó thì báo lại cho Nguyên để Nguyên trường rồi nhá. Khách dặn rồi. Thì về được hình như là gần 50 ri nữa thôi. Gần 50 ri nữa là hết. Nhá chị lấy mấy ri báo em trừ luôn, em quên. Em quên, khách dặn rồi. Cái này em còn mấy con, gần như là mì. Chị nào mua cái quần năng mong về nhà Nguyên là biết chắc con này nhá. Nó dài lắm, có tông dài. Có tông dài quần năng mong ấy, con này quần đùi nhá. Size 60, cái này em có mấy cái? 1 2 3 4 5. Lên mã này là mã số 5 em đi chị mình, con này 35.000 luôn. Size 60, chốt mã 35. Nha, con này mã chắc mỏng chắc 6 quay đầu lại. Nha, tự tin luôn chị em mình ấy. Có 5 con. Ok, ba đi. Lên mã này là mã số 5 là ok, em đi chị mình 35.000 con này size 60. Phải đẹp lắm. Nha. Khoác nắng hồi nãy em đi là bao nhiêu tiền? 125.000. 125. Chốt mã này là mã số 5 dùng Nguyên nhé. Có 5 con size 60 độ là chị em mình lên ok luôn dùng Nguyên nhé. Em đi chị em mình con này tặng 35.000. 1 này, 2 này. Tương thu. Tương thu. Tương thu này. Có đuổi xước không Nguyên? Quần đó bữa trước chị mua hai cái đẹp quá. Đùi à. Đùi đuổi xước không? Em nói rồi, con này em sale thì mua đi. Nhận hàng về đẹp hỏi thế không còn đâu vì hàng em đã sale rồi. Thu. Sorry Nguyễn. Sorry Nguyễn có chia sẻ đâu. Sorry Nguyễn nãy giờ không chia sẻ luôn. Chưa chia sẻ luôn. Buồn ý chưa? Còn được 3 con. Con đuổi xước nó lấy sạch tinh xanh rồi. Đấy, bao nhiêu nhiều người nhận hàng về hỏi. Ở đây để coi con này đuổi hay Lan My Nguyễn. Lan My Nguyễn có chia sẻ đâu? Ủa con không chia sẻ à? 35.000 mà không chia sẻ trời ơi. Đây 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 đuổi xước vào không? Con này đuổi xước đùi nè. Con này bữa đi bao nhiêu tiền? Đuổi xước này size 55 đổ về. Con bữa em xe chị em bao nhiêu tiền? Kỷ Nguyễn Nam. Con này em đi bao nhiêu tiền? Lên đây giá đó nhiều hồ sale quá đâu có nhớ. Này đi 35.000 luôn đi. 35.000 nhé. Lên mã đùi 35. Con này ok không em trường. Xe 55 đổ về 35.000.
Vải đẹp mà, đủ sức nó dài, không phải hàng mỏng mảnh này. Hàng mà Hugger nó bán chị em mình combo 175.000 ba con. Về mỏng lét. Về mỏng lét. Khách nhà Nguyên nói đó, về mỏng lét. Còn mua mấy cái con quần. Hết rồi chị ơi, hết rồi. Hết rồi. Đi 35.000 luôn đấy. Đây nè, con này chuẩn hàng tàu quần ngố này. Size 57 đổ về size L. Quần ngố tàu nhé. Này đây còn cả này, này em đi chị em 39.000 luôn. Có một con thôi, quần này quần ngố nhé. Cho Cẩm Hương Suka. Con này là quần ngố nhé chị em, mà nó hàng tàu nhé. Nè, theo nè, lên mã tim cũng được. Tim cũng được. Cái này đi 39.000 luôn. Size này chị em 57 đổ về size L. Lên mã tim 39.000. Có đơn ở trên ghế lái, trên phụ ghế lái nghe. Nha, 39.000. Nào, up lên máy lửa rồi. Up lên máy lửa còn nổi thả nữa chứ. 39k nhé, con này 39k thì Sarian nghĩ. Sarian nghĩ. Sarian nghĩ. Còn mỗi cái là tự xả nữa thôi, chứ em up lên 2 lần, 3 lần, 7 lượt rồi. Thì là chủ động tự động lên chai. Nó đi nó về cũng mệt, mắc lòng. Con này có 1 cái. 35.000 luôn, xe 55. Xe 55. Nhá, nhắc đi nhắc lại trên live bao nhiêu dạo. Không có, không có, em không có. Còn màu trắng này chị em rồi nè. Size 57 độ về. Chị em mình yên tâm, cái này là chạy chị em đủ sức dài. Đủ sức dài 35.000 nhá. Còn được mấy con này là mối em hết rồi. Chị Bích Văn mà, chị Bích Văn chậm quá hề. VUX như thế này mà chị em mình chốt không được nên thôi luôn. Mối em hết rồi nhá. Còn màu trắng đó, chị nào lấy trắng hay trắng? 125 nha. Trắng thì chị Trâm, Trâm Lê đang có đơn không? Trâm Lê mới có cái. À, còn màu trắng chị Hiền ơi, cho chị bo bơ. Chị bông bơ nữa, bo bơ. Con này đi 49 nghìn đúng không? Con này là Phan dài nè. Còn màu trắng cái này sai. Hình như Phan Hương như hắn nhỏ vậy. Em nhỏ vòng em bao nhiêu ký đó, cái này hơi to đây. Cái 57 nè, Phan Hương lấy một chút. Có đồ bé gái 10 tuổi hả? Giờ em không lên. Chị bo bơ, bo bơ có rồi. Phan Hương em bao nhiêu cái? Trắng hả? Trắng, trắng hết rồi chị Tê. Còn có 1 cái đó thôi. Còn có 1 cái đó thôi. Phan Hương có được không? Em hình như nhớ Phan Hương khá nhỏ còn. Có 4 mấy, 5 mấy ký. Mà cái đó XL thì to. Cái này em còn cái này. Đây mã 49k luôn. Size này chị em lấy 60 vẫn mang ok. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi nhé. 52 ký hơi rộng đó. Nhưng mà lưng thun. Lưng thun được. Lưng thun cũng được. Lên mã dài. 62 ký em hết rồi. 62 ký em hết rồi. Này là lên chị em mình, giá là lên giờ gọn kho luôn á. Dài cho chị Ti Ti. Cái này em còn cái, hồi nãy em đi con này bao nhiêu tiền ta? Hàng mới về nhiều mà cuối cùng không lên được hàng mới. Em lên hàng mới lên cọc chị em mình. Ôi còn cái, size 55 đổ về. Con này đi 45.000. Chúc mã nuôi 45, đuổi xước dài với chị em mình nói. Chị em mình nhìn hàng, quay cận này. Ok, ok, okay thế bỏ qua cho Ti Ti nhá. Rồi lên luôn chân này. Size này chị em mà 55, 57 đổ về, phía sau của nó là bo sung này chị em mình nè. Nhá, đây là chị nào bụng to, bụng bự gì mang cũng được hết, đuổi sức dài. Cái này có 1 cái đi chị em 45.000 luôn. 45.000 luôn, xe cho nó gọn đấy. Thế áo kiểu chân váy đồ đài ra ấy. Nu cho Hiền mà đây ta. Mà phía dưới này làm sao em lên nổi. Thấy trắng già rồi nha. Cái này còn cái, lên mã đùi. Đùi nhá, cái này nãy tặng 35 này. Size 52, 55 đổ về cho em chút đẹp. Mai dặn giống như quần năng mông ấy. Đây mã 35 đen luôn, dùng em là ok. Còn một con ong nữa nè. Còn con ong. Ngày nào nhà em cũng có mấy bao hàng mới hết ấy. 5, 6 bao hàng mới, 5 bao. Hết nu rồi. Ngày đây là 5 bao nè. Con này lên mã ong. Ừ. Trăng váy rồi, còn trăng váy không sợ. Trăng váy không sợ, đẹp lắm. Xíu không lên sao. Cái này lên mã ong luôn dùng nguyên. Để em thay chị em mình con trăng váy không sợ. 45 là nhá. Con 35 thôi. 35 thôi. Đây mã ong này, con này đi chị em 49.000. Ong này chắc giãn chéo nè. Con này giãn chéo 49.000. Giãn chéo đó. Rồi, cái này em còn mấy con kìa. 50 Nguyễn là 39 hay là... Cái này em còn có được mấy con nè, tưởng hồi tối hết luôn rồi. Còn được vài con nhé, lên mã tổ ong dùng nguyên. Tổ ong, quần tổ ong đùi nhé. Cái này đang hot. Con đó 49.000. Con được từng này con màu xanh nè, em đi chị em 59.000. Có được có từng này con màu xanh thôi. 5-6 con màu xanh. Em lên đang xem vừa quần đùi vừa áo phông luôn chị em ạ. Ok. Nha, con này chị em mình 60-62 vô tư luôn. Trần Lam Nguyễn Nguyễn 60-62 vô tư nhá. Lên mã này là mã tổ ong dùng em có mấy con thôi. Màu xanh. Còn được vài con màu xanh. Em đi luôn chị em mình, con này giá lên chị em mình là 59.000. Size này yên tâm là chị em mình 60-62 vô tư nhá. Về mít cái gì cũng được. Còn tinh tinh nó còn mang cái này đi chơi nữa luôn kia.
nha. Chị nào lấy cái này chị em mình mang ở nhà. Đấy, bọn nhỏ nhỏ thì nó mang đi chơi. Tổ ong hết. Đây luôn chị em mình con này, đây tổ ong đây mà. Đấy. Quần đây quần tổ ong. À, tổ ong cho. Tổ ong chị đây nè, tổ ong màu xanh. Vô nha, chị thường. Áo đằng sau của em là 125.000 nắng dài nha chị Vi Thục Lê ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mã tổ ong. Túi tiếng nó cũng xịn sò luôn. Lên mã ong xanh là cũng được. Ong xanh nhá. Yên tâm chị em mình từ 40 đến 60 62 chị em mình mang ok con này hết luôn. Lưng của nó là lưng thun nhá. Lên mã ong xanh là ok. Nha, chị nào lấy ong xanh chốt ong xanh lên giúp Nguyên. Nha, 100 a lộn lộn. Đồ. Gì? 59.000. Bán như là lời quá đúng không? Cho uống miếng nè. Cho miếng nè. Đã quyết tâm không uống mà cứ nhữ nhữ hết trời. Nhữ chị. Cứ để ha, để trước mặt hả? Thôi nhá, lên mã này là mã long chuột. Comment mã long chuột cho Nguyên nhá. Toàn hàng đẹp chị em mình nhìn cái bản lưng này. Quay cận luôn chị em mình xem cái bản lưng này, nhìn hàng này. Nguyên quay cận chắc luôn cái chị em mình xem ấy. Lên mã này là mã long chuột luôn dùng Nguyên. Size chị em mình từ 40 60 62 chị em mình đang ok hết. Em đi chị em mình con này nó 59k. Nha, chị nào lấy long chuột comment lên long chuột. Em sẽ chuyển qua chị em mình mã váy nhá, mang mix với con áo này. Có hành lê nhưng mà hết rồi hành lê nhé. Áo mặc hết rồi. Vài hôm nữa em về. Em đặt rồi. Cái này á, em đi chạy mình trăm mấy ta? 150.000. Áo đang mang hết rồi. Mang rồi. Qua nhá. Từ từ em coi. Em đi thử cho chị em mình con nè. Chuyển mã nhá. Mà chị nào đi làm mang con này bị rộng quá rồi, mang con này bị rộng quá rồi. Cái này em mới up lên trang cá nhân ấy, khách nhà Nguyên đặt gần như là hết cái mã này rồi nha. Đây chị em mình nhìn nè, cái này mà chị nào đi làm công sở không nên bỏ qua con này, em còn đủ size nhưng mà còn ít lắm. Cái này bụng mang hơi rộng rồi. Cái này mang lên size này hơi rộng rồi, mang con này hơi rộng. Chị nào thích cái này lên mã bút chì, chị em mình để ý nè. Chị Ti Ti lấy mấy ri. Tại vì có 3 mã váy luôn. Mã này nè. Mã dài thì có ít. Có loại dài tới đai nè. Rồi có loại là ngắn trên gối nè. Còn có loại này là lửng lửng nhá. Đây chị lấy bao nhiêu ri báo luôn. Em chừa luôn. Cái này em đi luôn cho chị em mình là 69.000. Nhận hàng về con này chị em mình giặt mình. Nếu như mà chị em mình hay đi vô shop mua những con dòng váy này thì rẻ thôi. Rẻ thôi là 150.000 nha. Mang dạng Vitex là 150.000 nha. Nhưng mà Vitex này nó không có độ co giãn. Nhiều khi là chị em mình mang váy ôm mà không có độ co giãn là nó rất là cứng, nó bí. Harry. Ok. Không, dài em còn lẻ tẻ mấy cái em bỏ chứ còn không có đủ ri. Ri ngoài dài không đủ ri thì chị em mình nhìn phôn. Thằng nào đi làm công sở mà bỏ qua con này tiếc, cái này em mang cái này em bụng hơi rộng xíu nhé. Này chị em mình nhìn hàng. Được chưa? Chị nào thích cái này lên luôn dùng Nguyên. 69.000. Nhá, kèm luôn dùng Nguyên cái số ký là ok. Em có đầy đủ size. Cho chị em mình từ 40 đến 60 62 ký có size. Chút đến 60 là cho nó thông thả vì đến size 2XL nha. Váy dài thì có bao nhiêu con em chừa lại nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này mã váy, kèm luôn dùng số ký. Chị em mình xác định mang những con này sẽ là mang ôm nha, chứ còn cái này nó rộng ra không đẹp. Giờ mang cái này cái bụng hơi rộng, hơi bị xấu rồi này. Cái này mang ôm sát vô nó mới đẹp nha chị em mình nhé. Mang chân váy bút chì mà dặn cái này là gần như là mì đai đỏ, gần như là mì đai đỏ nhé. Chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã bút chì, kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok nha. Bút chì kèm số ký là ok. Em lên luôn chị em mình con này với giá 69.000. Còn được vài ri nữa là hết nha. Chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Em chuyển qua cho chị em mình cái này là gì ta? Quần ngăn mông áo top. Quần ngăn mông này chị em mình ơi. Nhưng mà cái này chân là chân váy thì sorry Nguyễn. Ok. Ngăn mông dáng dài. Phải không? Ôi cái này quần công sở rồi. Đâu còn sót mã này nữa nè. Mã này hình như là chưa like luôn. Vàng. Ok.
mã này như là chưa like luôn. Cái này còn đủ ri đó chị em mình ơi. Từ từ sẽ để con lên chị em mình mã này đã rồi chuyển mã sau nhé. Thẳng cái mã chăn váy này nữa nè. Nhiều khách hỏi chăn váy không ấy được. Em lên luôn chị em mình và cái này là gấu bằng nhé. Gấu bằng nha. Lên mã này là mã tặng công sở đó chị em mình ơi. Sót mắt cái mã nào không lên. Trời ơi, nhìn cái phong quần này chị em mình nè. Nó đứng ống quần đẹp chưa nè. Nó kéo ra sao hả? Cắt cái này luôn. Cắt cái này luôn. Kéo gì kéo cái cọc vô đó là. Chứ mà thấy cái dài. Đây đây này dài. Bấm đâu à, đây 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 này. Bấm đâu mất tiêu rồi. Chị ghé lại ấy là sao? Sao chị ơi? Trời ơi, cái này mã này đang đẹp mà bị sót lại nè chị em mình nè. Mấy hôm nay khách hỏi quần công sở cứ bảo là hết. Thì công sở nó về một lượt là nhiều mã. Đây chị em mình nhìn phong quần nè. Đầy đủ size nhé, cái này còn nguyên ri nhé chị em mình ơi. Riêng cái mã này còn nguyên ri nhé. Đây chị em mình nhìn nè. Cái này túi còn chưa ấy ra. Phong quần đẹp lắm. Cái này em mang cái bụng hơi bị rộng xíu nha. Lên luôn những mã này là mã công sở dùng nguyên. Đầy đủ size. Em đây luôn chị em mình con này giá 79.000. Đợt này chị em mình thấy nè, giá 79.000 nó không đủ tiền công may một con quần. Chị em mình nhìn form này. Đẹp chưa? Nha, chốt mã công sở 2XL thì là nếu như mà chị em mình gọn người á là chị em mình lấy 60kg thôi. Không chốt lấy 62. Nha, không chốt lấy 62. Chị nào lấy cái này lên mã công sở luôn nhiều nguyên. Đây, mang thực tế luôn cho chị em mình nhìn form. Đấy. Chốt mã này là mã công sở là ok. Đây nha, in đủ ri thì bắt luôn cho chị ở đó luôn nha. Không, 62kg không vừa đâu. Chị em mình đây mua con này. Không, cái nó phân size như chị phân size rồi đấy. Không, ba in đi. Ba in đi. Nha, chốt mã này là mã công sở. Ok, ok chị Thú Nguyễn. Rồi giá chị nào lấy mã công sở chốt lên luôn dùng nguyên. Em đi luôn cho chị em mình là 79.000 nha. Năm này vải đắt này. Vải đắt này. Mà em đi chị em mình con chăn váy đài nguyên ri này chỉ có 79.000 thì chị em mình tranh thủ phát thôi nhá, bao rẻ. Giờ đi may làm gì, tiền vải không mua tiền vải không ở trăm mấy nghìn rồi, tiền công ít nhất đợt này phải 101.000. Nguyên mà nguyên đi may cách đây hồi xưa đi làm mà đi may con quần ấy là 101. Nhờ ra tranh thủ ghé sớm sớm nha, đứng xa ra xíu mà là đi tiền công may không là đã là 101 rồi. Các chị em mình thấy form chưa, đứng xa này thấy form chưa, đây này sát luôn rồi đây này. Đấy, chị nào lấy công sở kèm luôn dùng cái số ký như thế này ok chị em mình ơi. Kèm số ký là ok nha, phải có số ký. Chị ơi, chị Thị Hồng. Thị Hồng Hoa Hà lên, Hoa Hà tin, lên trên số ký luôn. Nhá, lên số ký, không có số ký là bỏ tay luôn. Nha. Mà đứng xa không thấy nữa. Nhá, chị nào lấy cái này lên luôn cho mã công sở là ok nhá. Em đi nói luôn chị em mình là giá 79k một con thôi. Em qua nhá, chị nào chưa có cái mã đó thì lên luôn dùng nguyên. 79k. Nha, 79 càng con. Thiệt đứng sau á, trong nắng dài cho bé có không chị? Dạ em có chị ơi. Nắng dài cho bé như còn size nhỏ thôi. Không có size to chứ. Hết size to rồi. Còn cái này em còn có được mấy cái quần. Quần nam nhưng mà hàng công ty xịn luôn. Size 65. Có mấy cái này Tình Ngô có cho Tình Ngô. Hàng này hàng công ty xịn, em còn được 2 cọc nữa là hết này. Nên là đẩy gọn luôn cái chị em mình con này luôn. 2XL nhá. 2XL nhưng mà tầm đấy 65kg thôi. Con quần này là quần giãn chị em mình nè. Đẹp lắm luôn. Chị em mình nhìn nhá, hàng giãn chị em mình nhá. Size 65kg độ về. Comment mã này mã tặng quần nam nhá. Em còn mấy con. Em đi gọn luôn chị em mình. Con này giá lên chị em mình là 55.000 luôn. Còn được vài con thôi. Và còn một size. Nên là đẩy gọn nhá. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn cho mã quần nam. Áo thun mã này em hết rồi chị ơi. Quần nam size 65 và size 2XL. Em còn vài con. Chị em mình tranh thủ mua cái này cho chồng. Hàng này là hàng giãn nhá. Mà đi luôn chị em mình con này 55k. Vẫn còn có mấy cái thôi. Nha, đi cho đẩy luôn cho nó dứt mã này luôn và không có hàng này nữa. Còn một màu duy nhất và một size nhá chị em mình nhá. Lên mã này là mã quần nam chị em mình nhìn cái lưng quần. 65 đổ về là phát ngay con này luôn. Nha, 55k một con thì là chỉ có nhà nguyên lên được thôi. Từ từ. Công sở không. 62 cái không vừa đâu chị ơi. Nha, không vừa cái này được. Nha, ok chị Đông Phương Lan 2 cái này chị em mình mua đi. Em tự tin luôn cho chị em mình là chuẩn hàng xịn hàng đẹp á. Em
đây nè, đây nè, có mấy con này thôi chút luôn trên đơn, trên like chứ yên gì nha, có mấy cái thôi chứ mấy nha. Đây 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 nè, cho chị Đông Phương Lan 2 con, cho chị Phương Ngô 1 con, 55 ca gọn luôn vì em còn có mấy cái thôi đấy, nên là em để luôn cái giả mình giá này luôn nha. Này không còn chuẩn không đẹp quay đâu, không cái hồi nãy là quần khác, cái này là quần khác, quần này là hàng công ty như chị em mình nhá. Con này mà chị em mình không săn cho chồng thì mua cái gì, em nói thật luôn ấy, con này mua giá rẻ thôi là 150.000 một con, 27 kg có chị ơi nha, con này giá rẻ, em nói giá rẻ không là 150.000 một con đấy, chứ không có cái giá hàng năm như nhà Nguyên đâu. 70 được chưa? Không, không có 70 kg, em còn tầm 65 kg đổ về thôi, chị nào chưa có thì lên luôn dùng Nguyên nhá, em sale nó luôn chị em mình cho nó gọn kho thôi nha. Comment lên phương mã này bỏ riêng ra ba, bỏ riêng trong cái hàng nam luôn, 65 kg đổ về thôi, không có size to hơn nhé chị em mình ơi. Rồi cho ít lên nam, lên áo phong đi, lên áo phong đi, 65 đổ về thôi. Cái này em còn cái à, cái này size nhỏ hình như khách đổi này, size 48 đổ về hàng nam cho Nguyễn Thu Thủy luôn. Số đơn đó à, quần nam cho chị Hệ Tống luôn, cho chị Từ Tiếp mà chặt Từ Tiếng lên không, Từ Tiếng lên không tin nha. Ok, em cái bill cho chị ấy đi, em bill quần nam ra đi, có mấy con đó, chị nào lấy chút, cái này em còn cái, cho tặng người vui chị em mình chút, 48, đủ size đấy chị Diệp kia, đẹp lắm, Diệp kia, đây là một size đây đúng không? Còn một size, cái này em mặc cái phone này, cái bụng nó hơi rộng rồi, khám nhất lên size hơi bị rộng cái bụng rồi. Chị ơi em nói đến 60 kg mà Từ Tiếng lên thông tin nha, không sợ đến 40 kg thì tắt, à quên đến 60 kg thì tất nhiên 52 kg sẽ có sai rồi, thì là bao nhiêu ký chị cứ lên sai thôi nha, chị khách chốt cho khách có thông tin nhá, không có thông tin là em bỏ qua nhé chị em mình. Đây nè, form đây, đứng sai lại cho chị em mình nhìn phát đây. Con này em đang còn đài sai, còn nguyên ri nhá, tại vì chị em mình 79k con. Đây chị em mình thấy form không đấy, đẹp, gấu của nó là gấu bằng nhá. Nè, phôn quần này. Đi mai không ra được con này, em nói đi mai á, nổi tiền công mai của em mà cách đây 2 năm ấy là 101 một con quần rõ, mà đi sửa len sửa xuống không ra cái phôn quần đẹp như thế này đi. Đấy, chị nào lấy quần công sở lên quần công sở luôn dùng nhé, kèm luôn dùng cái size, kèm luôn dùng số ký là ok. Ok chị Thiện Nhân, chị Từ Tiếng ơi, lên cả địa chỉ trên live cho em nhé, khách mới chịu khó lên cả địa chỉ trên live luôn dùng Nguyên. Ok chị. Ok, à, rồi ok. Em qua luôn trẻ mình con này, còn cái dùng con này cũng nhỏ. Nha, cả tặng người Như Nguyên thôi. Tặng người Như Nguyên, con này em đi bao nhiêu tiền ta? 59k luôn. Để có để chị làm combo cho. Công sở. À M mà. 57 kg không vừa. 57 phải nhất size lên XL chứ CM không vừa. Chị cứ lên 57 kg là ok. Xanh, okay. Quần tâm bơ ngày mai em về đủ quen lộn. Quần tâm bơ là em về đủ size rồi. Chị ơi chị hỏi rõ cái mã nào tự dưng cái bảo cứ 58 cái vừa không mà chịu luôn. Ok, công sở gì Từ Tiếp, công sở. Em 52 cái này không vừa em ơi. Chị Ngọc Xanh luôn, công sở luôn chị Ngọc Xanh. Okay. Cái này em không vừa đâu. Quần nam chị Từ Tiếp có rồi. Công sở 79 có rồi nha. Cái này em đi luôn chị em 59 gì. Sao vậy em tầm 48 50 thôi, cả tặng người Duy Nguyên thôi. Nhá. Cái gì 57 cái có sai, đến 60 kg thì tự inbuild thôi. Cái này chị Xuân Thu xong vừa hình như cái này hàng đổi về đấy. Nhá, chị nào lấy trắng lên trắng luôn dùng Xương Nguyên là ok. Không vừa đâu. Chị Xuân Thu không vừa. Quần em đang mặc, em nói là sẽ có size đến 60kg thì chị em mình chủ động lên thôi. Lấy size Hòa Khánh nha. Nhá, cứ đến 60kg có size thì chị em mình chỉ cần lên số ký cho Nguyên thôi. Rồi nhá, chị nào lấy quần trắng không. Cái này tầm cỡ như Nguyên thôi, 50 đổ về là chị em chút đây. Nha, 50 đổ về thôi. Cái gì mà cắt bút, cắt đồ trong này. Quần công sở này khóa sườn một bên, con này cũng đẹp, size 52 đổ về. Con này khóa sườn bên nhé. Tomboy em mới vừa qua xong, chị chốt tomboy đi, bao nhiêu con chốt đi rồi để bao nhiêu con chốt đi đợt này tomboy nó lên giá rất là cao. Chị để ý là giờ hot girl nó đang chạy 125.000, mình đang bán hàng là mình biết toàn bộ chạy quảng cáo là 125.000 một con hết đấy, mình vẫn chạy 89.000. Giá năm nay là hàng mì nó lên cao. Cho chị không vừa đâu. Cỡ tặng người, nói chung là eo của chị em tầm eo 70 là vừa nha, con đùi trắng tầm eo 70 là vừa, có sai hàng nguyên ri, hàng mới vừa về nguyên ri mà, mới vừa về nguyên ri rồi. Tiếp luôn dùng nguyên con này size L, size 52 đổ về em sale luôn chị em mình, con này 69k, khóa sườn một bên, cái này rất mẫu làng cá thôi, khóa sườn một bên nhé. Chị nào lấy cái mã này lên cho mã công sở
69k là ok nhé. Con này khóa sườn một bên nha chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy mã công sở 52 đổ về em đi chị em mình, 69.000 một con, bao rẻ luôn. Nha, chị nào chưa có công sở chốt lên công sở với Nguyên. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên cái này. Ốc công đúng không? Đưa ốc công đúng không? Sao mình sẽ lên cọc này là không lon này sẽ này, cây này sẽ này. Ốc công tôi không thấy lon. À, công sở cho chị Tâm Mộc. À, ống bình thường, ống bình thường chị cứ lên số kế cho em đi. À, cho chị Hùng Phụng Barry Tomboy. Lên cho chị Hùng Phụng Barry Tomboy. Tomboy dễ mang mà. 69.000. Tomboy dễ mang mà, khách ưa Tomboy mà. Con này phôm lửng. Hả? Tomboy đấy. Phôm lửng nhá, lên mã xe. Xe này chị em mình 57 đổ về chị em chút này. 57 đổ về thôi nhá. Em đi chị em mình con này giá 49.000. 57 đổ về nhá. Lên mã xe hồng luôn dùng nguyên con này có tông tàu. À, từ từ. Không, công sở có bên không có, còn cá thôi người ta chốt rồi. Còn công sở như Nguyên đang mang thôi. Và thêm ba cái in bill ra đi ba. Xe ở Thái Hoa. Xe ở Thái Hoa. Xe nhá. 49.000. Nha chị nào lấy xe lên xe. Ôi cái áo gì áo nam này. Ôi cái màu này xanh đẹp thế. Xe to nữa. Ơi. Cổ ve nhá. Xe đến 65kg rồi. Lên mã 65k luôn. Nha áo nam cổ ve bị lộn trong cái. Nè, chị em mình nhìn. Xe 65 nhá, xe này là xe to, theo nhá, màu xanh đẹp này. Ôi trời ơi, đang sót được con áo này. Lên mã áo nam. Xe hồng cho chị Sherry Nguyễn. In bill cho chị Diệp Chi một con quần con sở xe L. Rồi nhá, chị nào lấy xe hồng comment xe hồng. Áo nam này đẹp quá nè. Màu xanh bơ, xanh xanh, không phải xanh ngọc. Mà xe 65 luôn. Nha chị nào lấy áo nam vải này nhận hàng. Nhận hàng con này không xịn xò quay đầu nhá. Cái gì Diệu Thanh đã hết xe luôn rồi. Lên mã áo nam con này đi chị em 65.000. 65.000. Thái Hoa chưa? Sorry Nguyễn chưa? Sorry Nguyễn chưa? Rồi nhá, chị nào lấy mã áo nam lên luôn dùng con này xịn xò này. Khuyên chị em mình nếu như chồng 65kg nên mua con này. Nó mềm, nó đẹp lắm cho chị Ngọc Văn. Mềm đẹp lắm luôn, vải xịn hàng này ít nhất chị em mình mua 150.000. Không có một cái thôi chị Ngọc Văn là hết. Có một con sắp lại thôi. Có con này màu đen chị ti ti đi nhá. Cổ V 65.000. Có một con y cùng 65k. Con hồng á, con hồng nó 49k. Cái này ti ti, chị ti ti màu đen đi. Rồi. Còn sót mấy con lửng nào nai xanh. Xanh chuối. Xanh chuối nhá. Lên mã chuối là ok. 57 độ về chuối. Chị nào lấy chuối lên chuối luôn dùng nguyên con này mà chị em mình mix quần tomboy cũng đẹp này. Con áo này chị em mình mix quần tomboy cũng đẹp này. Lên mã chuối dùng nguyên nhá. Nam em hết con đó rồi. Comment lên mã chuối, chuối. Em đi luôn chị em mình con này giá 49.000 chuối luôn. Xe này 57 đổ về cho phôm lửng nhá. Được chưa, chị nào lấy chuối chốt lên chuối luôn dùng nguyên là ok. Còn được mấy con chuối, con này là hàng chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Nha, mà giờ mà đi săn được hàng Quảng Châu. Mà ra giá hàng 4. Ra giá hàng 4 hơi bị khó. Nha, comment lên mã xanh chuối lên rõ ràng luôn cho em là xanh chuối. Xe 57 đổ về em còn mấy con nhá. Phôm này phôm lửng. Xanh chuối nhá chị em mình ơi. Có tông tàu hết đấy, hàng tàu, hàng xịn hết đấy. Hàng sổm sổm đâu. Nha, chị nào lấy chuối 49k. Chốt chuối 49k, em còn mấy con thôi. Ai lấy chuối, comment lên chuối. Chuối cọc này là gì, thương gì đây, thương thái à? Thương thái, à cái mã này nè. Cái mã tàu hồi nãy chị nào hỏi này. Còn mấy con màu này nè chị em mình nè. Tàu 49k hồi nãy chị em mình nè. Còn mấy con áo tàu nè. Còn một cái màu trắng nè. Một cái màu đen nè. Một cái màu hồng. Chị nào lấy tàu lên tàu dùng nguyên nhé. Tay này chị em lấy 60. Lúc nãy chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng nguyên. 57 đổ về là chị em chốt đẹp. Còn hồng, còn trắng, còn đen. Còn được 3 con nhá. 49k con này. Những con này thì chị em mình tranh thủ mà mua nha. Vải đã, bao đã luôn cho chị em mình luôn. Mà chuẩn hàng. Túi tiết cũng nói là của hàng Quảng Châu luôn. Nha, em đem chị em mình con này 49k hồng, 49k trắng, 49k đen nhá. Chị nào lấy màu nào comment lên màu đó luôn dùng nguyên nhé. Theo luôn cho chị em mình cho nó gọn thôi. Rồi tiếp bỏ mấy con. Từ từ. Em coi còn tay gì đã. Chị em mình chờ tầm khoảng qua tuần sau là em về cái mã dép này tương tự này nè. Tay gì đây? Tay 35 rồi. Còn có đô 35. Đô 35 em vừa em mang. Đô 35 thôi. Cái này chị em mình để ý càng mang nó sẽ càng mềm. Không, cho sorry, còn cái thôi. Cái này là 150.000.
hàng nào mà chị nào mà chuyên đi mua hàng trong các shop dài Việt Nam xuất khẩu ấy, thì là 201.000. Chị em mình nhìn đế này, cái này mang chỉ có lúc nào chị em mình chán bỏ đi thôi, chứ không dễ gì đứt mà. Mang cái quai này càng mang nó càng mềm nha. Tầm qua tuần sau là em về thêm lô dép này, nhưng mà cái dây, cái bảng đai nó khác thôi, cũng cái đế này mà bảng đai nó khác thôi. Đấy, chị nào ưa thì là tuần sau em lên thôi. Đôi này em đi chị em 100 không rưỡi. Hết rồi nha. Nha, đôi này thì 150 thôi. Nha, nhớ luôn dùng nguyên là con đó vô các shop hàng quảng quên lộn. Hàng Việt Nam xuất khẩu là 201.000 một đôi. Nhá, 201.000 một đôi chứ không có hàng rẻ. Rồi lên luôn dùng mã này mã Miu Miu. Nha, con này phong 60 luôn, còn sót một con 49.000. Cái dài chị em sẽ mở ra nhé. Lên luôn cho mã Miu luôn dùng nguyên 49 là ok. Miu 49 là ok nhá. Chị nào lấy Miu, lên Miu 49k nhé. Được chưa? Còn mấy cái con quần sọt nam này em xem, nó còn lẻ tẻ màu thôi. À quên lộn, lẻ tẻ size thôi. Giá này lên cho em mình giá bán tặng luôn. Hàng 105k. Hàng 105k nhé. Hàng quần sọt nam. Sọt nam về nhiều hàng quá, nhiều khi là quên mã luôn ấy. Có nhiều mã là chưa kịp like luôn. Chưa kịp like luôn, quần sọt nam nhé. Bóc đại màu đậm màu nhạt hơn xíu nhé chị em mình ơi. Nha, kèm luôn dùng nguyên cái size thôi. Cái này hình như là còn đến size 32 thôi. Nha, lên luôn dùng cái này sọt nam. Nha, quần sọt ring nam. Hàng 105.000. Cái này chị em mình lên kèm size luôn dùng nguyên đi. Em sale luôn chị em mình gọn con này với giá là 85.000 luôn đi. 85.000 con này. Nha, có cái màu nó nhạt hơn xíu. Được chưa, chị nào lấy cái này lên cho mã quần nam 85k luôn dùng nguyên là ok. Còn size đến 32 thôi. Nha, từ 28 đến 32. Em lên luôn cho em mình con này với giá là 85.000, chuẩn là sẽ không đi nhập được giá này. Chuẩn là sẽ không đi nhập được giá này nha chị em mình, em còn ít nên là em lên sale gọn luôn. Chị nào lấy cái này lên cho mã quần nam 85k một con nhé. Kèm size là ok. Nha, kèm size. Lên mã quần nam 85 kèm size là ok. Nha, chị nào lấy cái này lên. Những con này mà chị em mình không lên tiếp thì không chút là tiếc lắm ấy. Còn được mấy con thôi. Rồi tiếp lên cho chị em mình cái này. Cái này mấy con. Thế thì nói từ cái đầu tuần tới giờ mà. À, từ tuần trước tới giờ mà. Không phải được tuần rồi like kiểu này. Tình trạng này được tuần rồi đó. Rồi tiếp cái này em còn mấy con. Sao này chị em để 60. Đơ không thấy ai chấm ai phản ứng gì luôn ấy. Nè, những con này chị em mình tranh thủ nè. Còn được vài con này bao đẹp luôn. Nha, quần riêng lỡ. Sao rồi ba, cho mượn cái điện thoại phát nè. Từ nãy giờ thấy đứng đơ luôn, chả thấy nói năng gì luôn. Thế còn 6 mấy view mà ta. Thế còn 6 mấy view mà sao đứng đơ thế. Chở lên size cho em. Quần đó là quần nam. Quần đó là quần nam. Lên size cho em đi chị Ngọc Văn ơi. Chồng mình hai ma size gì thì lên size đó cho em với. Cái này chị em mình nhìn hàng cưng lắm luôn. Nha, size này chị em mình đến 60 vô tư. Tại vì á, chị em mình từ 40-60 mang được. Lưng của nó là lưng thun. Chị nào mà bụng nhỏ thì chị em mình xíu lại dùng nguyên nhé. Được chưa? Lên luôn dùng mã này là mã tặng quần. Tặng ring đi. Nha, tặng ring đi. Em đi chị em mình con này 69.000. Cho chị Hà Phạm hai con quần riêng nhá, 69.000. Được, con này được. Bo của nó là bo thun, trẻ mình đến 60 nhá. Hai con quần nam in view thôi. Cái đó là giờ đang còn lại tải. Con này em đi sale nó luôn trẻ em là 69.000. Nha, chị nào lấy cái mã này lên cho mã quần 69 là ok. Em còn được cọc này. Chưa tới chục con đâu. Nhá, con này chưa tới chục con. Nhá, cho Phan Hương cái. Phan Hương cái. Cho Lê Vy cái. 69k con này trẻ mình phát đi. Nha, quần nam cho chị Nguyễn Lành size 30. Nam Nguyễn Lành 30. Riêng cho chị, riêng cho Phan Hương đi sao? Phan Hương kìa, riêng Phan Hương kìa. Ủa chứ không in mã. Lê Vy đâu, in cái mã quần nam thôi. In quần nam. Quần riêng in cho chị Nguyễn Lành, đưa cái điện thoại. Đây là bao nhiêu? 69.000. Quần nam cho Nguyễn Lành này. Riêng này cho chị Kiều Nguyễn nè. Hạnh đòn quần nam size 32 nè. Ok chị Hạnh đòn. Cho chị Hồng lên bỏ hai con này. 69.000 con này thôi. Đấy, bao rẻ luôn cho chị em mừng luôn. Cho chị Hồng lên bỏ hai con này. Cho chị Yến Ngọc một con này.
còn ngố đen mì em hết rồi. Nó có hàng đó mà em không dám về hàng chị nè, tại vì nó đắt quá, lên tám mấy nghìn thì giờ mà đi cho trẻ mình đi kiểu gì. Còn lên bỏ chưa, cho chị Yến Ngọc này, Yến Ngọc này, cho chị Bích Hạnh Nguyễn này, Bích Hạnh Nguyễn 69k luôn. Còn cái này bán lá tương tác với trẻ mình nè, Bích Hạnh Nguyễn này, cho chị Ngọc Linh Sương này, cho chị Đặng Lan này. Chị ơi, chị Phan Thị Trung ơi, lên thông tin cho em với nè, lên thông tin giúp em nhé. Đặng Lan này, Bích Hạnh Nguyễn có rồi, chị Lê Trang có rồi đúng không? Lê Trang, Lê Trang, bé Sáu này. Chị ơi, chị Phan Thị Trung lên thông tin em một chút nha. Bé Sáu đâu? Bé Sáu. Rồi, không còn ba con nữa, mà chị nào có đơn, có thông tin em chút. Chị Lê Vy có rồi nhé. Lê Vy có rồi. Rồi, ai chưa có mã riêng, lên riêng luôn dùng nguyên. Chị Phan Thị Trung em chưa chốt nha. Nó lên thông tin, có thông tin em mới chốt. Còn không có thông tin lại bỏ qua nha. Đây chị ơi, đây chị ơi, còn được ba con nữa là hết rồi. Hàng này mà đi 69.000 dạ mình ạ. Đẹp. Này dạ mình biết gì không đẹp. Biết gì không đẹp, kiểu này. Kiểu này. Đấy, con này không ai bán hàng 6 đâu. Từ tiên luôn đấy, có ba con nữa thôi là hết. Nha, còn chị nào mà có đơn mà không có thông tin lại không chốt. Cứ lên đơn mà không kèm thông tin lại không chốt, khách mới mà không có thông tin nào không chốt. Chốt chốt rồi đấy, mất chút đơn thì mất. Nha, chị nào lấy cái này còn ba con. Ai chưa có, lên luôn dùng đi. Nha, chị nào chưa có, lên nó luôn dùng nguyên. Vì cái này đây. Rồi tiếp. Đẹp thế. Nhưng mà sai số ra người ta. Cái này để mai đi. Ok, chị Phan Thị Trung lên cả địa chỉ trên live cho em. Lên cả địa chỉ trên live cho em nhé. Cho chị Lam Thu Thúy luôn. Lam Thu Thúy cái nữa, nguyên còn cái nữa, 69k. Chị nào lấy phát nót luôn nhé. Còn đúng cái nữa thôi nha, ai chưa có cái mã này lên luôn cho nguyên 69k luôn, bao rẻ luôn, mua đi rẻ sợ luôn. Rồi tiếp luôn cho trẻ mình cái này, cái này Thái còn đúng một cái hàng loan này. Thái loan dùng nguyên nhá, 59k. Thái 779 nha, Thái 779. Ok, chị Thanh Nhàn nữa là hết rồi. Thanh Nhàn còn cái nữa là hết. Ôi chị em mình ơi, mua 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 nàng. Thun này là Thái 779. Size này chị em mình đến 60-62. Ai nhận được con này rồi. Đấy. Còn thứ cán cá này, lên luôn chị em mình con này giá 59k. Lên mã Thái 779 nhá. Chốt mã lon này còn đúng con cuối cùng. Nha, chị nào lấy lon comment lên lon dùng nguyên 59k lon nha. Chị nào lấy lon lên lon để mang thử chị em mình một con form thun Thái này. Form thun Thái thì chị em mình xem. Tay trẻ mình đến 62 vô tư mà vải miên man luôn. Mua hàng mấy lần à? Em nói như thế này nè, đổi cái hình đại diện phát không biết ai luôn. Thiệt luôn ấy, nên là cứ lên thông tin cho em. Mà lâu lâu mình mới mua thì lên cố gắng lên cái thông tin cho em để mà chốt đơn. Vì tại vì có nhiều chị á mua hàng không có cho thông tin gì hết. Đến lúc mà xong rồi xả đơn. Cái này cho Diễm Kiều rồi. Diễm Kiều chốt rồi. Đây sẽ mang lên cho em mình một con phong thun Thái cho chị em mình xem nè. Thái là Thái 779 nhé. Em còn được một ít nữa thôi. Về này là về được 2 rồi đó. Riêng 69 hết rồi nha. Mà chị em mình nhìn, mang với con này thì nó không được hợp lắm. Mang con quần công sở thì không được hợp lắm. Nha, em đây luôn chị em mình con này luôn. 69, à quên lộn 59k. Cứ lên mê màu vàng. Áo mặt này em đi trẻ mà 59k thôi. Lon kìa sao? Lon chị Đặng Lan kìa. Lon chị Đặng Lan. Em cứ yêu cái màu vàng thôi. Vàng cho chị Hồng Phụng. Được hai con màu vàng. Cái này chị em mình mua con này đi nha. Hai hôm nữa là em về mấy là 200 con quần ngố. Được 200 con quần ngố A Shop đi. Và ngố đăng mông ấy. Mà đi 59.000 đấy. Mix set lên đẹp lắm nha. Còn một con màu vàng, chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùng nguyên. Có một cái màu cam nha, lên luôn chung mã này. Bạn chị Sương Thu. Đây 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 đây. Đây bạn chị Sương Thu còn cái. Rồi nha, lên luôn chung mã cam còn cái. 59.000 con nha chị em mình ơi, tranh thủ mua. Nha, mua con này vài ba hôm nữa nguyên, vì lại cái con kia thì chị em anh chốt. Mã ngố mà ngố em xe chị em 59.000 đó. Ngố năng mông A Shop đi. Rồi nha, lên luôn chung mã cam có còn con 59.000 nha.
thái xịn, thái xịn. Giờ mà mua con áo thì xịn là hàng người ta bán thì em mình đã là hàng 9, hàng 8 rồi. Cam cho Phan Hương, cam cho Phan Hương. À đây còn con cam, cam cho chị Ngọc Linh Sương. Ok hết cam này. Xanh có 2 con. Cam dơ hồi nãy người ta chốt rồi chị ơi, em hết rồi. Người ta chốt rồi, con hồi nãy của chị Diễm Kiều rồi. Rồi lên luôn chung ả ngọc luôn dùng nguyên liệu. Ok, cái màu này hình này cute. Hình cute hề. Đây, mua một con quần ngố này, giờ không có con quần ngố để thử cho chị em mình xem. Lên luôn dùng mã này là mã xanh dùng nguyên 59k nhé, xanh 59, vải đẹp lắm. Nên là chị em mình yên tâm. Nhận cái mã màu nguyên trại sinh hóa này là tự tin rồi. Nha, cứ tin tưởng mà mua hàng thôi. Đây, chị nào lấy xanh lên xanh cho chị Hồng Phụng, có được hai con xanh thôi này. Còn một con xanh, chị nào lấy xanh cho chị Lê Vy. Xanh chị Lê Vy là hết xanh. Đen, một em đen thôi. Một em màu đen, không phải đen mà là xanh đen. Ngọc em hết rồi chị Trâm Lê ơi. Hết xanh rồi nhá. Lên mã này là mã xanh đen dùng nguyên. Có một cái màu xanh đen, y kiểu Nguyên đang mang luôn. Màu xanh đen nhá. Chúc lên xanh đen luôn dùng nguyên là ok. Hồi nãy sao pha nước đây đà. Không đáng tự nhiên có. Không phải, tại sợ nước khi trưa à. Thì tư cái mã khóc nhé. Khoa không muốn nữa. Cứ nhiều chuyện thôi. Xanh đen này, xanh đen cho chị Lê Vy. Ấy còn một con màu cam, màu này không phải, màu này chưa lên đúng không? Màu gạch. Lên gạch 59k là ok nha chị em mình ơi. Chốt lên mã gạch 59 nha. Đấy, chị nào lấy gạch 59 chốt lên gạch 59 là ok. Còn một con gạch 59 nè. Màu này đẹp nè. Màu gạch nhá. Y kiểu Nguyên đang mang luôn, 59.000 gạch. Nhá, chị nào lấy gạch lên gạch luôn dùng nguyên 59k. Ai lấy gạch 59 lên gạch 59k luôn dùng nguyên nhá. Rồi á, đen còn có người sợ. Cái này màu đen, con này màu đen. Lên mã chữ đen 59k chút lên luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy chữ đen comment lên mã chữ đen. Gạch em hết rồi, chắc là gạch còn nhưng mà họa tiết khác thì có, còn họa tiết nhưng mà đang mang hết rồi. Comment mã này mã chữ đen, bóc cọc nào có màu gạch màu gì sáng sáng chứ vậy. Áo nắng 125.000, nắng 125.000, bên không phải Thu Thái, bên Thu Thái còn cánh đây nè, còn cánh cái lùm chỗ nó Thu Thái thôi là hết rồi. Đây cái chị Hồng Phụng. Đấy, ngay tay luôn. Ờ, đó là Thu Thái. Gạch em hết rồi. Lên hồng luôn dùng nguyên. Chúc lên hồng luôn dùng nguyên 59k. Hồng 59 này. Chắc cái màu sáng sáng này. Rồi nhá, lên mã hồng. Đây hồi nãy chị Hồng Phụng. Hồng 59k nhé. Chị nào lấy hồng lên hồng. Thấy chị cũng ưng mua à. Rồi nha, lên luôn dùng mã hồng luôn dùng nguyên. Chị nào lấy hồng comment lên hồng giúp nguyên. Hồng cho chị Hồng Phụng. Rồi còn ba con xám nữa là hết cái mã cute này. Ba con xám nữa là hết cái mã hình cute này. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng mã này là mã hình 8 có 3 con, 59 càng con nhá. Đấy chị em anh tranh thủ phát đi. Cái này còn đúng về đợt 2 này nữa là không có hàng nữa đó. Nha. Nên là tranh thủ mau phát. Xám chị Hồng Phụng 2 con còn con. Còn con chị nào phát phát luôn dùng nguyên cho nó hết cái mã cute này nữa. Còn có con cái này nó vơi vơi lại cái rất lại cái lấy mệt lắm. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên trong mã xám, còn con xám phải đẹp nên là chị em mình cứ yên tâm. Đây màu gạch chữ này chị em mình. Màu gạch chữ này. Chữ màu gạch này. Chị nào lấy chữ màu gạch lên chữ màu gạch. Nha, đồng một giá là 59.000. Hồng hết hồng đâu không? Hồng còn kiểu hồng khác. Hồng chỉ hồng khác tâm lý. Kiểu nha. Hồng chữ nhá. Em chuyển qua chị em mình mặc chữ nhá. Mặc màu nào nó trong cái màu này chị em mình thấy cái màu nào nó không đẹp nhất thì em sẽ mang cho chị em mình thấy. Màu nào nhiều cái này em sẽ mang chị em mình màu hồng nhạt, màu hồng phấn nhé. Màu hồng phấn nhé. Rồi nhá, cái này có một cái thôi nè. Màu này chị em mình thích thì lên luôn dùng nguyên này. Nha, xám hồi nãy cho chị Trần Phúc luôn. Đấy, Trần chân. Phúc. Ok. Nha, thái 779. Chị xám hết luôn rồi Phan Hương thôi. Nha, rồi lên luôn dùng cái này. Comment luôn dùng nguyên chữ, chữ không có màu xám em ơi. Chữ này lên mã chữ màu gạch, có một cái màu một cam, không biết màu gạch đi, chút mở gạch đi, gạch nhá, gạch 59k, chị nào lấy gạch lên gạch, bán Thu Thái vậy em mình là tự tin rồi, riêng cái gì á Thu Thái là nguyên tự tin rồi, chị ơi 62 cái độ về là chị em mình chốt đẹp, 62 cái này mà chữ gạch cho chị Lâm Thu Thí, Lâm Thu Thí, áo Nguyên đang mang hết rồi, cái này mà giờ Nguyên còn một con quần ngố nâng mít cho chị em mình sẽ thấy rất là đẹp, nhưng mà giờ tạm thời ngố hay sành xanh, 2 đến 3 ngày nữa Nguyên mới có hàng. Giờ chả còn con quần ngố nào hết. Em lên cho em mã chữ hồng.
con này chị em mình dễ mang, chị em mình mix với cái gì cũng được, mix quần đùi cũng được, mà chị em mình mix quần hố cũng đẹp. Cuộn tím à, sao em thấy cái quần lách quần cuộn tím nó không đẹp. Ok ok, cái quần đó nó rẻ nhưng mà nó không đẹp, nó mỏng quá, không ưng lắm. Em về cái đó là em xả lỗ đó, tại vì bán nguyên bán mì hàng rồi, không chứ bán mì hàng với lại có tông dài rồi, như con quần chị nhận cái con quần quần năng mong về sẽ thấy nó khác, nó quen cái tay rồi, cái sợ con nhiều. Nhưng mà cái hàng cuộn tím ở ngoài thị trường người ta chạy nhiều lắm, người ta chạy 30 mấy nghìn con rồi nhá. Chị nào lấy cái này lên mã chữ hồng về nó không sướng tay, sợ nó không đã. Rồi nhá, chị nào lấy chữ hồng comment mã chữ hồng luôn dùng nguyên. Mang ưa cái nó hả? Ưa cái nó thì em về cái đó cho. Em thấy nó mỏng không ạ? Rẻ mà, so ra em chạy 29 nghìn thì rẻ đó. Chị nào ưa thì lần sau em về. Có chứ, cái nơi những cái đó thì cũng có hàng thường xuyên rồi. Con nó hàng thị trường chạy nhiều thì có hàng thường xuyên. Mà sờ mình chạy u mì miết rõ quen rồi, mới có tông dài mới quen rồi. Có con chữ vàng. Chị nào lấy chữ vàng lên chữ vàng, có một cái thôi. Nha, em đem trẻ mình con này 59k. 59.000. Nhá, chị nào lấy chữ vàng lên chữ vàng. 59 là ok. Này trẻ mình mới có quần ngố đẹp lắm. Nhá, lên mã chữ vàng luôn dùng nguyên là ok nhá. Đây này chữ xám hồi nãy Phan Hương chuyển qua cái màu này, à, qua cái chữ này. Chữ xám nhá. 59k con. Nha, chị nào lấy chữ xám lên chữ xám giúp nguyên là ok. Chữ xám 59 còn con, màu vàng đẹp thế không chút à. Đang rất là ưa màu vàng mà trẻ mình không thích lắm chút màu vàng à. Xám cho chị Hồng Phụng. Xám hết rồi, sao giờ chị em mình lại thích màu xám. Không tìm đâu ra nữa. Có một con màu xám chứ mấy. Màu xanh lạ. Một xíu nữa còn màu nào xám thì em chừa lại nhé. Màu xanh lạ em có 3 con. Xanh lạ có 3 con. Nguyên chốt cây gì? Chốt cây gì? Chữ xám hết rồi. Chữ xám hết rồi. Vàng Bảo Khanh đúng không? Chị Bảo Khanh lên thông tin cho em. Bảo Khanh lên thông tin. Ừ, xíu nữa có chưa lại cho. Thì Lao Lao nó rớt lại. Chữ vàng hết rồi. Lao Lao hết, rớt lại thôi. Nha. Không thấy xanh ngọc đâu, cái màu này màu xanh gì vậy trời? Không thấy xanh ngọc đâu. Cứ lên màu xanh là ok. Bảo Khanh lên thông tin nha. Không có kiểu Boris ngày mai có. Xanh cho chị Hồng. Không có kiểu đâu, Văn không dạng phô môn thôi. Ngày mai là được 250 Boris. Nó không có hàng chị em mà nó. Xanh gì tây tây. Còn một con xanh. Nó đắt hàng quá, cũng nhiều khi cũng không muốn về, không dám về á. Thì chạy cho chị em mình giá gọi là giá ok, tầm tầm 4 mấy năm. Bốn mấy năm mấy rồi. Chị Bảo Khanh lên thông tin nhé, còn một con xanh thôi. Chị nào lấy xanh lên xanh giúp nguyên nhé. Áo tím treo sau lên kia à. Áo tím nào? Áo nam. Áo nam rồi, còn mấy con thôi. Con xanh cho chị à, Nguyễn Tuyền này. Chị Bảo Khanh ơi lên thông tin nha, không có thông tin không biết đường chốt đơn đâu. Chị Nguyễn Tuyền à. Ok, chị Bảo Khanh lên cả địa chỉ trên live dùng Nguyên nhé. Chị em mình yên tâm là chốt đơn nhà Nguyên còn phải là nhắn tin trước rồi mới đi đơn, chứ không phải là cứ có đơn là đẩy đơn, có thông tin là đẩy đơn đâu. Nên là lên cả thông tin trên live cho em nhé. Lên cả địa chỉ hả? Lên cả địa chỉ. Ờ, nhiều chị có thông tin đâu còn không đi đơn được. Nhà em nói chung là khách ok rồi mới đi đơn, lên màu hồng đậm. Hồng đậm. Cứ chốt đơn, nhắn tin chốt đơn, không phải là cứ không tin là đãi đơn đi luôn đâu. Nhiều nhà thấy chị kia chị chốt đơn, chị mua theo bên kia. Chốt đơn kia ra. Không có ghi món gì hết. Bao nhiêu món? 39.000, nhăn lên, chả ghi cái gì hết. Cứ như thế đi đơn luôn. Rồi nha, lên luôn những mã hồng luôn dùng nguyên là ok. Nhá, hồng có 3 con, chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên là được. Hồng đậm, 3 con hồng đậm giá lên 59k. À, 59k hồng đậm. Màu trắng, không còn cái nào màu trắng phải. Tia thì có màu trắng không Dung? Có hai con màu xanh đen này. Hồng cho chị Hồng Phụng. Cho chị Hướng Phạm. Nha, khách nào lâu lâu mua hàng cũng lên lại thông tin cho em luôn. Đen hay xanh đen này. Không còn màu trắng đâu. Bơi rồi. Bữa nay cái này phải like, cái áo nó không phải like mấy like nào cũng sang như vậy. Mình ít hung thái thì giờ cũng vơ hết rồi. Còn lại lẻ tẻ thôi nha. Rồi lên luôn những mã này là mã xanh tha. Chị Hướng Phạm lên lại thông tin cho em nhá. Nha, chốt mã xanh tha. Dùng Nguyên có 2 con xanh tha. Đơn hồi tối đi chưa để chọn thêm dùng đơn. Chị ơi, chốt đơn xong là để đơn rồi nhá. Đơn xanh tha có 2 con. Nhà Nguyên chốt đơn xong là để đơn hết rồi. Hồng xanh đậm đen cho Phan Hương. Đây này cho Phan Hương.
Rồi còn một xanh đen này, chị nào lấy xanh đen, lấy xanh đen chứ Nguyên á. Chốt có đơn, đỏ nhắn tin là đi rồi nha. Chị Đặng Lan luôn. Hết xanh than nha. Hết xanh than rồi. Rồi lên mã đỏ luôn dùng Nguyên là ok. Em hết xanh than nha chị Trâm Lê ơi. Hồng đậm cho chị Phan Thị Trung. Hết hồng đậm. Hết hồng đậm. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này là mã đỏ. Đỏ nhá. Lên đỏ giúp Nguyên nè. Hướng Phạm lên địa chỉ luôn nha. Lên đỏ dùng Nguyên nha chị em mà nói. Chị nào lấy đỏ lên đỏ dùng Nguyên với. Lên mã đỏ dùng Nguyên. Có một cái màu đỏ thôi nha, có một cái màu đỏ duy nhất. Chị nào lấy đỏ comment lên đỏ. Có mã áo kiểu này để em lên luôn chị em mình nói luôn. Em lên cọc áo áo phong thái nữa là em sẽ chuyển qua cho chị em mình. Cái này màu gạch nhiều, được hai cái màu gạch này. Em sẽ chuyển qua chị em mình áo kiểu nha. Có hai con màu gạch này, em chuyển qua chị em mình một thôi. Mang cái màu khác đi, đừng mang màu gạch. Mang màu gạch không có hàng trả. Em mang màu vàng lại nhé. Màu gạch này có hai con, em mang màu vàng nhé. Xếp con này lại sao? Hôm nay bỏ chung với cái này. Bỏ chung với cái này thì cùng một mẫu. Cùng một mẫu đó. Bỏ chung đi. Rồi nhá, đây luôn chung. Mã này là mã gạch lộ. Ơ quên lộ. Lại mang màu gạch để bóc màu vàng rồi mà. Bóc màu vàng rồi đó. Rồi nhá, cái này em đây luôn. Chị em mình cũng nắm 59.000 luôn. Xong cái này em lên chị em mình một ít áo kiểu nha. Chuyển qua áo kiểu cho chị em mình nhá. Đang mang con quần công sở này, mang áo kiểu cho nó đẹp. Áo kiểu hàng công ty. Rồi nhá, lên luôn chung mã này. Hình con chó nha. Con này là hình con chó nha. Lên mã này là mã vàng luôn, dùng Nguyên là ok nhá. Comment mã hình đi. Hình hình vàng, hình màu gạch này có đúng hai cái thôi. Này chị em mình mix set ngố đẹp lắm. Chị em mình đã sẵn mua những con quần ngố rồi. Và hôm bữa sang cái mã, mua cái mã quần ngố 29 nha Nguyên. Mix cái này cũng ok nhá chị em mình nhìn nè. Form cũng không giấu quần nhưng mà nó cũng dài rồi. Cái này là gần gần phủ mông rồi. Con này gần gần phủ mông. Chị em mình mix với chị em mình yên tâm. Con này là thun thái. Vải không mát không cần mua hàng của nhà Nguyên luôn nha. Vải này mà không mát không cần mua hàng, nhiều khi là sale rẻ quá chị em mình lại lăng tăng đây. Hàng thái thường thôi. Là người ta đã chạy tiết xanh là 89.000 rồi. Chạy quảng cáo tiết 89 rồi. Còn thái 79 nè. Giống như là con hàng xuất nhật mỗi năm em chạy. Có một đợt xuất nhật được nó được chạy được có một đợt thôi. Là hết hàng nha. Rồi lên chung mã này là mã hình màu gạch nè. Hình màu vàng nè. Em đây chị em mình cọc này nữa thôi là em sẽ chuyển qua chị em mình thun thái. Áo quay lộn. Áo kiểu nha. Rồi có một con xanh ngọc thôi. Hình gạch cho chị Trần Phúc nè. Có hai. Đây chị Lương Cửu vải đẹp lắm, chị chốt chục con cơ. Cảm ơn chị Lương Cửu nhé. Rồi nhá, lên chung mã này là mã xanh ngọc. Mấy hôm nay không thấy chị Lương Cửu hề. Chốt đơn cái là vắng bóng mấy hôm á. Rồi nhá, lên luôn dụng mã này là mã xanh ngọc. Thế chứ không mua hàng cứ vô chấm chấm cho em út cho nó nổi bài lên chứ. Xanh ngọc cho chị Lê Mai. Lên, ok chị Lê Mai. Cái này em có một cái màu xám, hình xám. Hình xám 59.000 nhá. Chị nào lấy hình xám lên hình xám luôn dùng Nguyên. Thì đa số hình như là khách nhà Nguyên giờ trong live toàn khách quen rồi. Là ít thấy khách mới, nãy giờ đâu được 3-4 khách mới chứ mày. Nha. Rồi lên luôn dùng này. Chưa thấy ai mới hết trơn. Nãy giờ chưa thấy ai mới. Gạch rồi. Gạch cho chị Bảo Khanh. Xanh ngọc em thấy. Xanh ngọc em thấy. Ừ chị Trâm Lê, nãy giờ toàn lên sao rồi Trâm Lê ơi. Xám cho chị Nguyễn Tuyền. Toàn lên sao á chị Trâm Lê ơi. Rồi nha. Màu vàng Nguyên đang mang nè, màu vàng tươi nè. Màu thấy xanh ngọc rồi. Xanh đậm hơn à, xanh đậm hơn đây. Đây. Thì bỏ cái kia cho chị Trâm Lê đi. Cái này cho chị rằng cái gì ta? Lê Mai con này. Lê Mai con màu đậm nè. Đổi cái kia cho chị Trâm Lê, hồi nãy giờ không có hàng, không chốt được. Đây sao? Lên mã xanh tha. Mà ít view đó. X view đó mà còn không lên, không còn lên sau ấy. Lên xanh than mình có một cái. Xanh than có một cái nhé, chị nào lấy xanh than. Màu này nó ngồi nó đẹp hơn là cái màu trên line. Màu trên line nó sáng hơn ấy. Nha, lên mã xanh than dùng Nguyên có một cái. Chị nào lấy xanh than luôn dùng Nguyên 59k. Màu vàng tươi này. Cái này là vàng tươi này, chị nào lấy vàng tươi lên vàng tươi. Màu hồng đậm, rồi hết cái mã này luôn. Nha, còn hồng đậm. Em chuyển qua cho chị em mình mã áo chuyển nhé. Qua chị em mình áo kiểu xíu. Áo kiểu xíu nha chị
Xin than Giang Ngọc lên vỏ, à Ngọc lên xương. Rồi em qua luôn cho chị em mình con này, chị Phò, để đang mang con quần công sở em mang chị em mình kéo kiểu này lên sale cho em mình này. Con này đủ size nhé, hai size L và size X, à, size M và size L thôi. L chị em mình tầm 55 đổ về nhé. Và size X, à, size L cho chị em mình tầm dưới 60 là chị em chốt đẹp nha. Áo kiểu hàng công ty, cái này bóc đằng trước cho bác. Ở đằng trước. Còn được 2 cặp mới lái rồi. Cái mã này em còn được đúng 2 cặp mới lái rồi. Chị nào mà nếu mà chị em mình ngực to thì chốt đến tầm khoảng 57kg chị em mình nhé. Con này mà ngực to thì chốt đến tầm 57kg thôi nha. Đây em thử luôn như vậy mình nhìn giúp con. Ngực to, nếu như mà ngực to thì 52 là chị em mình chốt, à quên lộn, size M chốt tầm 52 đó, còn bình thường chị em mình chốt 55. Rồi nhé, cái này em còn mấy con, cái này chị em mình mix xanh thang hết rồi không, hồng đậm cho chị Ly vỏ này, con hồng đậm cho chị Ly vỏ này, hồng đậm chị Ly vỏ chưa nhận hết con này vô, hồng đậm Ly vỏ, con này là hàng công ty nhá, cái nào cũng đang có hai size, size M và size L. Nếu mà chị em mình gọn nữa, size L chị em mình đến 55, size L chị em mình đến 60. Còn nếu chị em mình ngực to quá, ngực to ấy, thì là size M chị em mình chốt 52. Quần sọt nữ, quần sọt nữ em có nhưng không có size to, không còn size to, xíu em lên sale sau. Đấy, cái này em sale nó luôn chị em mình, hàng này thì chị em mình để nè, để ý hàng dùng nguyên nè, hàng công ty nhá. Hàng này là 229.000 con. Con này không phải là dòng hàng rẻ như chị em mình đâu, em sale cho nó gọn kho thôi. 229.000 một con. Này xe máy đó ta, mình đang không bữa xe giá máy đấy ta. Nhớ chị em mình nhìn hàng này. Con này chắc của nó là tầm, hàng tầm ấy. Đấy, phối này. Ở trong của nó là dạng lụa tầm ấy. Nhá, cái này mang không bị nóng nhá chị em mình nhá. Đây chị em mình nhá. 229.000. Hàng này là hàng cao cấp. Cái này em sale chị em mình luôn 75.000 luôn. Nhà em áo chống nắng có đầy. Line nào cũng kẹp ý áo chống nắng vô sale chị em mình mà. Nha, rồi lên luôn cho mã này là mã kiểu xanh ngọc dùng nguyên hai size. Nếu như mà chị em mình 52kg mà chị em mình ngực to 55kg Diễm Kiều, 55kg bóc cái size kia chị đi, chị Diễm Kiều ra rồi cái cọc này. Ok thôi chị em mình cứ lên size cho em, lên số ký cho em đi nha, em đưa chị em mình con này 75.000 bao rẻ luôn. Cái này chị em mình mít chân váy cũng rất là đẹp, chị em mình mua con chân váy hôm bữa em sale 79.000 đấy. Em nói lại này, nếu như mà bình thường nếu như mà chị em mình ngực to ấy thì size L, size M chốt 52. Đấy, còn mà gọn lên 55. Còn size L chị em mình tầm 57, chị em mình gọn lên 60 chừng nữa đó. Chị chân váy nhưng mà cái đó không biết chị vừa không. Mới lướt Thái bên kia bán thun Thái 89k. 89 là cái hàng mà khi em đi chị em thun 9.000 đấy, còn 779 nó đắt hơn được kia. Nha. Rồi ok chị nào lấy cái này lên mã kiểu dùng nguyên nhá, hai size, size L và size M. Nha, kiểu xanh size M, size L. Em đem luôn chị em mình con này chỉ có 79k thôi. Muốn nói chung là nguyên bán chị em mình mã này. À 75k. Nha. Cái mã nào em cũng chạy cho chị em mình giá trên ít, trên rất là ít nha. Chị nào lấy cái này thì lên luôn cho em nhé. Kiểu số ký nha. Kiểu nhá, kèm số ký là ok. Nhá, kiểu kèm số ký, bao đẹp con này luôn. Giá em đem luôn chị em mình con này 75.000. Nhá, còn được từng này con màu xanh nữa là hết này. Đấy, nhưng mà mạng chắc bình thường nếu như giá 75k lên là hết này. Không có size L. Nhá, không có size L. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã kiểu là ok nhé. Đây luôn chị em mình còn nói cái cọc này em lên luôn nè. Xả cho em xả cọc này luôn này. Áo nắng em còn nắng hai lớp, xíu nữa em đem sale còn được mấy con thôi. Cái góc này tầm khoảng quá mười mấy con nữa hết rồi. Mười mấy con nữa hết rồi. Còn chị đặt lên trang cá nhân đi, bộ đó đẹp đấy. Đặt lên trang cá nhân đi, bộ đó đẹp. Cái này em còn cái này. Chứ là cho em mình cái này luôn cho nó xong cái cọc này nhé. Lên mã chữ, ôi con này xinh thế, chị em mình không chốt à 75.000, chị em mình không chốt thì phí quá. Hàng là hàng công ty, hàng xịn sò, 200 mấy mà đi chị em mình tiền chục mà chả thấy chị em mình chốt. Phí hàng chưa nè. Bồ lanh, cái nào em up lên trang cá nhân là số lượng nó cũng kha khá xíu. Là em mới up lên trang cá nhân, thì chị em mình lên trang cá nhân đặt luôn nha. Cái nào còn ít em mới lên trên live thôi. Còn ít, nó mất công, nhiều khi là up lên xong á chị em mình đặt không có hàng. Nên là
em bỏ lên like. Rồi nha, em qua mã nha chị em mình nha. Cái này em còn cái, một cái xanh ngọc. Size là chị em lấy 60-62, thun phái 779, 59.000 luôn. Nha, xong cọc này em chuyển qua chị em mình xem một ít áo nắng. Nha, sale áo nắng, sale bộ. Sale áo nắng và sale bộ. Nha, lên mã xanh ngọc, nãy chiều chị nào không có xanh ngọc lên xanh ngọc luôn vừa nguyên. Form này chị em lấy 60-62 nha. Lên mã xanh ngọc, ôi cái chữ màu gạch. Còn cái thôi. Chữ này cũng đang đẹp mà màu của nó cũng đang đẹp. Nè. Nha, lên mã chữ màu 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 nhạt nhạt ấy, màu gạch nhạt nhạt ấy. Nhá, 59.000 màu nhạt. Chị nào lấy cái này lên màu nhạt 59k là ok nhá. Nhạt 59. Nha, xanh ngọc chị em mình không chốt nãy giờ bao nhiêu chị hỏi xanh ngọc. Màu nu nè, cọc này toàn màu đẹp không nè. Riêng cái cọc mã này chữ vừa đẹp mà màu toàn màu đẹp không à. Nha, 59.000 chốt lên luôn dùng nguyên. Chị nào lấy màu nu lên màu nu nè. Lên nốt cọc này nhá. Lên mã nu luôn dùng nguyên là ok. Nhá, chị nào lấy nu lên nu nè. Xám. Nãy giờ bao nhiêu chị không có xám. Xanh ngọc cho chị Dương Lệ. Xanh ngọc cho Dương Lệ. À từ từ. In cái mã, mã này là mã bộ lanh ấy, cho chị Thanh Nhàn. Chị Thanh Nhàn. Ok chị Thanh Nhàn. Lấy địa chỉ luôn Dương Lệ nha. Lên cả địa chỉ trên like giúp em đi chị ơi. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con nè. Xám, nãy giờ bao nhiêu chị? À lấy CM chị Nguyễn Phượng. Áo này CM chị Nguyễn Phượng. Mở chị Nguyễn Phượng. Màu nu hồi nãy cho chị bo bơ. Màu nu áo màu nu chị bo bơ. Rồi lên mã này mã xám. Nãy giờ bao nhiêu chị không có mã xám thì lên xám luôn dùng nguyên nhá. Em đi luôn trẻ mình con này giá lên trẻ mình là 59.000. Nha, 59.000 màu xám có 2 con. Nha. Chị nào lấy màu xám lên xám. Nãy giờ bao nhiêu chị không có xám đấy. Chốt xám là dùng nguyên. Nha. Chốt xám luôn dùng nguyên chắc ok. Không phải là mát rượi rượi đâu. Vì tay dài mà làm sao mát rượi rượi được. Nhưng mà cái này lụa tằm nó không bị nóng. Lụa tằm nó không bị nóng. Thế chị Ngọc Ánh. Chứ còn nói mà nó mát rượi rượi thì là bán là nó đi quá. Tình Ngô nó đi quá. Tình Ngô đâu có mang đâu có biết đâu. Áo dài tay thì không thể nào mà gọi là nó mát được. Nha. Đấy, đang bọc bọt thì nó mát thiệt. Nhá, cái này là lụa tằm mang không bị nóng nhá chị em mình nhá. À, màu màu ấy chưa, màu xám cho chị Ngọc Ánh chưa? Ngọc Ánh. Tập trung. Tập trung. Còn màu xanh xanh tha. Xanh tha. Nhá, cái này chắc là phát like lại xíu 4 mấy view rồi. 4 mấy view lên like khó quá. Nha, rồi lên mã xanh tha. Xám cho Dương Lệ. Chị Dương Lệ có rồi chứ. Dương Lệ nãy cho có rồi chứ. Dương Lệ nãy xám hay cái gì? Rồi nhá, lên mã xanh thang nguyên có một con thôi. Nha, chị nào lấy xanh thang, comment xanh thang luôn dùng nguyên. Hồi nãy chị Dương lại đã chút chưa? Nó ghi lại cho chị đi đây. Chị Trần Phúc ơi, nếu như nhà em chút đơn rồi thì em không gom được nhá. Chưa chút đơn thì nhà em sẽ chủ động gom. Xanh thang dị mai xanh. Nếu như mà không có quên chưa chút đơn thì nhà em chủ động gom vô chứ không cần nhá. Đấy. Nhưng mà đã đơn đi đơn rồi thôi. Màu xanh coban có 2 cái. Ai lấy xanh coban comment lên xanh coban luôn dùng nguyên là ok nhá. Xanh coban luôn dùng nguyên. Nha, xanh dương, cái này xanh dương. Lên mã dương luôn dùng có 2 cái thôi. Nha, chốt lên mã xanh dương là ok. Xong này em chuyển qua cho chị em mình áo ấy nhá. Ở quên lộn bộ với lại áo chống nắng nhá. Em tắt cái like này em phát lại cho chị em mình hơi bị ít quá. Nha. Rồi lên luôn nè, xanh dương chị Huyền Anh. Rồi còn một cái xanh dương hết xanh hai chị Trần Hòa ơi. Hết xanh hai nhá. Rồi nhá, còn một hồng đậm, một xanh xanh dương nhá. Ai lấy cái này lên luôn dùng màu xanh ngọc. Đang đẹp lắm mà chị em mình lại không chốt xanh ngọc là sao ta? Xanh ngọc xinh thế mà lại không chốt à. Rồi em chuyển mã nhá. Xanh dương với đạn mỹ diệu. Cái màu màu ngọc đẹp thế chị em mình không chốt à. Trời. Rồi em chuyển qua chị em mình mã bộ nhé. Rồi còn ít chốt áo chống nắng này em đang sale chị em mình luôn. À sẽ phát lại la mới cho chị em mình. Ok chưa? Ok thì chưa đi đó Trần Phúc.
ba mấy view thôi. À, chờ nguyên xíu con phát lại cái like nè. Vì ít quá. Ngày mai phát like mới nha. Phát like bet mới nha. Em sale hết trên bet mới với chị em mình nha. Cho mấy cái áo khoác này lên luôn. Cho mấy cái áo khoác này lên luôn. Họ lên đặt theo luôn. Vô lên à, vô thêm xíu nữa nha chị em mình ơi. Cái lên nữa. Rồi nha, vô thêm xíu nữa chị em mình nha. Cái này em bán tặng luôn nè. Em còn ít, chị em mình vô like rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nha. Vô like rồi tương tác lên luôn dùng nguyên phá. Nha, lên là lên nha. Bộ xinh này, bộ này chưa mặc bao giờ. Chưa mặc like bộ này bao giờ. Xinh này. Rồi nha, cái này em có mấy cái. Và giá này lên cho chị em mình mà. Sửa cái máy này lại dùng xả xíu rồi. Hơi bị nhà bị trên rồi. Cái máy này nè, hơi bị trên rồi. Hơi bị nghiêng, nó bên này hơi bị nghiêng xíu. Đấy. Rồi, ok. Cái máy này mà dùng một cái filler thì nó hợp lý hơn cho nó hồng hào xíu. Đấy. Rồi lên luôn dùng nguyên con này, em bán tặng luôn chị em mình còn mấy con, xe 57 độ về. Giá bán tặng nha, 57 độ về. Cố gắng là chia sẻ lên luôn dùng nguyên, bấm vô cái filler nhìn nó có khác xíu nào không? Thì nó có xinh lên xíu nào, đừng có thử nghe. Đó. Kêu quá. Thôi tắt đi. Tắt đi cho nha. Cái này Nguyên còn 57 đổ về nha. 57 đổ về thôi bán tặng của chuyện con thôi, chị em không chọn màu nha. Lưu ý là giờ không chọn màu luôn, đi cho nó nhanh. Còn từng này con thôi. Nha, 57 đổ về cho size L nha chị em mình ơi. Giờ cái này là giá này lên chị em mình là giá bán tặng. Đừng chọn màu dùng nguyên nữa nha. Thì còn toàn màu đẹp thôi nhưng mà còn mỗi một màu. Còn từng này con này 57 đổ về là chị em mình chốt ok nha. Em bán tặng hết luôn chị em mình con này nha. Không chọn màu, lưới là đừng chọn màu nữa nha. Màu toàn màu đẹp thôi nha, chả có cái màu nào xấu, màu nào chết đấy. Toàn màu đẹp nha, còn tầm khoảng chục con. Em bán tặng luôn chị em mình con này luôn nha, chia sẻ lên lại dùng nguyên. Em đi chị em mình con này 59k luôn. Gọn kho nhá, 59k luôn dùng nguyên khoác. Chưa bao giờ có giá nào luôn. Chuẩn này giá bán tặng nhá. 57 đổ về chị em cho ok, em còn có sao? Em còn có mỗi màu duy nhất. Nha, tặng 59k, không chọn màu nhá, phía sau này. Phía sau này. Con này đẹp xịn sò luôn. Nha, tặng 59. Cho chị Ti Ti 4 cái em móc 4 màu cho nhá. 4 cái 4 màu này chị Ti Ti, 1 2 này. 3 này. 4 này. 4 cái Ti Ti. À, cho chị Lê Mai một cái. Trời ơi. Bán tặng 59.000 luôn. Cho chị Lê Mai một cái nha, chốt lên cho chị nào chia sẻ có mấy cái thôi. À, áo chống nắng thôi chứ có gì đâu mà dơ. Áo chống nắng thôi. Cho Thủy Thủy một cái này. Nha, chia sẻ thôi, còn được 3 cái thôi, 59k luôn. Có thằng Nguyễn không chia sẻ. Có chị Hà Kiều một cái này. Hà Kiều một cái này. Chị Thơ Nguyễn một cái này. Thơ Nguyễn một cái, chị Văn Cao nữa là hết. Thôi Nguyễn cái, văn cao nữa là hết nhé. Văn cao nữa là hết nhé chị em mình ơi. Cái này đi cho nó vui thôi. Còn cái này bao nhiêu? Hàng 1, 2, 5 này chị em mình này. Hàng 1, 2, 5, cái này không ngủ rồi. Cọc này không ngủ nhé, toàn bộ là size 2. Cho chị em 55 đổ về. Con này size 55 đổ về thôi, áo ngắn đó chị ơi. 55 đổ về em hết rồi, con nó hết rồi. Cái nào bán tặng luôn cho nó gọn. Ba bóc cái, coi thử áo hai lớp thử. Thì là còn là không chọn màu luôn, đi cho nó gọn luôn. Không chọn màu nữa, đi cho nó gọn luôn. Còn bao nhiêu cái đi luôn cho nó gọn. Ờ, coi hỏi còn đài sai không? Còn đài sai không? Thế thôi bỏ ra nhá, hết rồi. Không còn đâu.
không còn đâu, gió nó lên giá bán tặng đi đi hàng năm thì làm sao mua được. Coi thử nè, coi thử còn đủ màu không, bỏ lên bán tặng đi cho nó coi, gọn gọn góc này để chắc hàng tốt đi, mã này không có hàng về nữa đâu. Này chị em mình cái này bán tặng cái chị nào chia sẻ luôn dùng đi, là hai lớp chia sẻ nhá, cái nào bên Bill không chị ở hết rồi, mã đó hết rồi. Cái này đài size nhưng mà cũng không chọn màu luôn nha, lưu ý không chọn màu luôn, trẻ mình nhìn toàn màu đẹp. Trời ơi, không thể nào đi mua được giá đó đây em đã ơi, nên là em cứ yên tâm đi, Huy không đi nhập được hàng đó nữa, mà không có nhập được giá đó luôn. Cắt màu nhá, con này toàn bộ là hàng hai lớp nhé chị em mình ơi, cái này dáng ngắn nhá, cái này chị em mình không chọn màu dùng nguyên này, chị nào ok thì lên nhé, toàn màu đẹp thôi, toàn màu đẹp thôi, hoặc là chị em mình có thể loại trừ một màu vì chị em mình đã mua nhà nguyên rồi nha, chị em mình có thể loại cho chị em mình loại trừ một màu nào đó, còn nếu như không có size thì em bỏ ra hẳn luôn nha. Rồi lên luôn chung mã này là mã tặng hai lớp đi nhá, không chọn màu nhé, chị nào ok một chút không có chị, không chọn màu nhé, ok đã chốt cho chị em mình ơi nha. Riêng nguyên chạy áo khoác chỉ có hàng xịn thôi, cái này size đủ size, cái này size đến XL đến 62kg, nhưng mà nói chung là giờ hiện tại nguyên còn màu lộn xộn, size lộn xộn, nên là em lên bán tặng luôn cho em mình trên like để chị em mình không chọn màu nha, bóc cho nó đại gọn cho nó trống chỗ để em lấy hàng mới thôi, vì cái hàng này em không có hàng nữa, không có hàng nữa nhá. Cái này em đi luôn chị em mình luôn, bán tặng luôn chị em mình, từ từ nhá, từ nhá, cái này chốt cho chị nào chia sẻ nhá, không chọn màu nha chị em mình ơi nha. Hàng này đang đi 125.000 đúng không, đấy lại tiếc lại mua để dành thôi chứ có dư đâu, riêng áo chống nắng này có dư đâu. Lên luôn những mã tặng hai lớp đi, kèm luôn dùng cái số ký, không chọn màu nhé, hàng 125.000. Em sale gọn luôn chị em mình 95.000 luôn trên like luôn, 95.000 trên like thì có ai bán được giá này, giá em có nha, tự tin là sẽ không có ai bán được cho chị em mình con này giá 95.000, vì đi nhập không ra được giá 95.000. Chốt cho chị nào chia sẻ nhé, kèm luôn dùng cái số ký là ok nha. Chị Từ Tuyến không chia sẻ, nãy giờ cái like cũ mà nãy giờ vẫn chưa chia sẻ cho em luôn nha. 95.000 các màu chị em mình nhìn nè, hàng gu hàng đồ cũng là những cái mã mới năm nay, hàng 125.000 em giá sale nha. Chị Từ Tiến không chia sẻ cái này không, của nam mã khác, của nam là mã có mã khác xem lên sale sau nha. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng hai lớp, kèm luôn dưỡng số ký cho chị người tình trăm năm, 57 ký. Chị Nguyễn Tiến ơi không chia sẻ, cái này không in được đâu, không in được đâu, chốt cho chị nào chia sẻ thôi, đây nè, ok nè. Chị Nguyễn Tuyết không chia sẻ nhé, chốt cho ai chia sẻ thôi, cho chị Thị Mến 57kg này. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi, ai không chia sẻ bỏ qua nha, lưu ý con này luôn Dường Nguyên, cho chị Thị Mến 57kg nha, giá này giá bán tặng, chị Nguyễn Tuyết không chia sẻ nha, tự tin là không thể nào Nguyên đi nhập ra được giá này đâu nha. Quần gối hiện tại em đang hết rồi, các màu luôn, không chia sẻ. Trời ơi, chia sẻ đã, chia sẻ lên đi. Ôi, em bán có xe 95.000, xe 95.000 chốt cho ai chia sẻ, cho chị Dương Lệ 57kg nha, không chọn màu, chị nào chọn màu không chốt, tại vì em nói rồi, hàng này em còn lẻ tẻ màu, lẻ tẻ sai, ok chờ một xíu, lẻ tẻ màu, lẻ tẻ sai, nên là Nguyên lên xe cho nó gọn, chị em mình nhìn cái hàng, mà chị em mình để ý nè, nó sẽ có một dòng là chắc của nó là nhỏ hàng bích. Nhỏ bích không chia sẻ, hàng gọi là chắc gì ta, nhỏ bích chia sẻ kim mà. Cương ấy nha, kim cương nó rẻ hơn, lưu ý nha, chắc nó mỏng hơn, có không? Thế 40kg mà lái xe nhỏ nhá. Chị em mình lưu ý nè, kim cương thì chắc nó mỏng hơn. Ủa thì mấy nè, 57kg thì trừ 2 cái 60 là sao? Từ nhá. Nha, ba ghi cái vai cũ thôi. Cho chị Từ Tuyến 55kg thôi. 55kg thì Từ Tuyến. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Ghi chị Từ Tuyến thôi, cái này in đi cũng được. In đi cũng được. Nha, em đi luôn chị em mình, con này giá 95.000. Bên ấy. Em nói gì? Từ Tuyến thôi. Chị Thu Hà không chia sẻ. Chốt cho ai chia sẻ thôi. Rồi ok. Nha, Thu Hà không chia sẻ. Chị Hạnh Nguyễn không chia sẻ, em qua nhé, em thử chị em mình vài cái, chị em mình cảm thấy cái màu nào không đẹp, em sẽ mang cái màu đó cho chị em mình xem thôi. Nhỏ bích nha. Người Mỹ chưa? Nó ít lên, lên cái like mới thì làm chi em được. Rồi ok, nha, chị nào Từ Tiến lên like cũ, chị Nguyễn Tuyền, ok, lên like cũ, ba coi cái like mới thôi. Nha, siêu rất là rẻ, em nói thật sự luôn, ok chị Nguyễn Tuyền, không chọn màu nhá, chị nào chọn màu em không chốt nha. Lưu ý là chị nào chọn màu không chốt. Chị mấy là cái đấy, là cái gì đó, bao kèm luôn dùng nguyên cái số ký đi, chị nào không có số ký là em bỏ qua hết. Ở nha. Đấy, em qua nhanh như vậy em mình cái này thôi, vì em còn rất là ít thôi. Đấy luôn cho nó gọn thôi, em qua chị em mình mã nam nha. Được chưa?
áo nam này cũng là hàng thật mà, nhưng mà cái này phôm to lắm, con này phôm to lắm. Phôm dành cái này là có một con sót được đúng con thôi. À, chị ơi, chị Nguyễn Thị Trì Ly không chia sẻ. Ok, chị Nguyễn Thị có rồi nhé. Rồi tiếp lên luôn dùng cái con này. Cái này là hạt mè của Nam. Nam nhá. Con này của Nam nhá. Chị Đăng Phúc ơi, chị không chia sẻ. Em bán tặng vì không, nếu như mà chị em mình chị không chia sẻ được, bán cho chị theo giá bình thường là 125.000 thì em ok em chốt. Đấy, nay là em nói thật sự luôn ấy. Nếu như chị không chia sẻ được, bán cho chị theo giá bình thường thì em sẽ chốt với giá 125.000 thì là được có lãi được một ít. Còn cái này em gọi là đào la em bán tặng luôn cho nó gọn. Chị Nguyễn Thị Ăn cũng không chia sẻ. Nhá, chị Ăn không chia sẻ. Em chốt cho chị nào chia sẻ. Ok, chị Huyền Hồ này. Chị Bảo Khanh không chia sẻ. Ok, chị Ngọc Phạm. Nha, rồi lên áo của Nam. À, heo con cute luôn. Ok, heo con cute này. Ok, heo con cute này. Rồi ok, em qua nhé. Ok, em qua. Cái này em còn mấy cái thôi. Chị Nga Phạm không chia sẻ. À, cho chị Minh Thu luôn. Minh Thu lên thông tin cho em nhé. Chị Minh Thu ơi, lên thông tin giùm em nhé. Con này em đi luôn cho chị em mình luôn này. Bộ em đang mặc, ok. Em có mấy bộ xíu này em bán tặng luôn. Khoác thun găng còn không? Từ thun găng. Khoác thun găng là cái gì ta? Khoác thun găng giờ không nhớ. Không nhớ là cái mã nào. Chị Minh Minh ơi, không chia sẻ chị ơi. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Cái này em còn có một cái thôi nè. Của Nam nhé. Con này là của Nam nhé. Size này đến 70 luôn ấy. Anh khách nhà Nguyên 80 mấy cái mau thì nó hơi bị bọc bụng xíu thôi. Hơi bọc bụng xíu thôi nhưng mà cũng được. Nhưng mà hơi chốt đến 70. Chị ơi chia sẻ công khai. Do gì chia sẻ không công khai, nó nguyện lên logo mình chia sẻ. Cái này có một con thôi. Nha, em đeo chị em mình con này giá 79k. Nó dài nhá. Nam thì mang như thế này được rồi. Không cần phải hai lớp đâu chị em mình này. Không cần phải hai lớp vì cái này nó đã dài rồi. Nha, em lên luôn chị em mình con này. Giá lên luôn cho chị em mình là Thương Thái còn nhá. Ok, Bích Văn có 79k. Rồi nha. Có chị Bích Văn nhá. 79k màu này em còn có một con thôi. Xuyến Ngọc có rồi nha. Đây nè, đây giờ mới lên mà. Đây này Xuyến Ngọc này. Rồi còn màu sáng. Được từng này con nữa. 79k. Khoác 6 túi em cũng hết rồi. Hết khoác 6 túi rồi. Đây chị em mình nhìn nè. Size này nếu như mà chuyển màu xám vô Nguyên nhé. Màu xám vô Nguyên nhé chị Ngọc Bích ơi. Chuyển màu xám nha. Chị nào chuyển lấy màu xám thì lên màu xám luôn được. 79k. Phải nó dài nhá. Phải nó dài. Hai lớp hồi nãy chị Nguyễn Thị có rồi đúng không? Cái này là chị Duyên Hải Nguyễn nè. Màu xanh em hết rồi chị Nguyễn Ngọc Bích ơi. Nha cho chị Duyên Hải Nguyễn. 79.000 con nè. Trời ơi chị em mình nhận hàng về con vải đi. Về nhận về con áo này. 79.000 nhá. Chị nào lấy xám 79 là ok. Riêng nhà Nguyên chạy cho chị em mình áo chống nắng thì là bao giá rẻ luôn. Nha, em còn được từng này con màu xám. Ok chị Minh Thu. Size này thậm chí 70kg vặn mang ok. Nha, 72kg vặn mang ok dùng Nguyên. Anh khách là 80kg còn bon trang được. Nhưng hơi bọc bụng xíu. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã này. 79k là ok nhá, quá rẻ con này. Chị nào lấy 679 lên 679 đi. Em còn mấy cái màu xanh nữa em gọi con luôn. Con được vài cái đâu rồi nè. Cái màu xanh này đây. Màu xanh lạ này. Được từng này con màu xanh lạ nữa là hết luôn. Cảm ơn chị Văn Cao nhé. À, từ từ cho chị Xuyến Ngọc. Thế là nào? Hồi nãy chị Xuyến Ngọc màu gì? Cho chị Xuyến Ngọc. Màu xanh đó hồi nãy của khách nào? Chọn chuẩn màu Xuyến cho Ngọc em đó đi nha. Nhưng mà trời Xuyến Ngọc cây sáng. Chuẩn màu cho chuẩn em đi hồi nãy chị nào hồi nãy màu đó. Xanh này. Hồi nãy chị nào màu xanh chưa có này. Cho chị Nguyễn Thị Ngọc Bích màu xanh đi. Ôi thôi chị em mình chốt như thế không chốt đâu nhá. Cứ lên đại rồi giờ lên màu là chịu luôn. Nha, cứ chốt ở trên rồi xong ở dưới lên màu là em chịu luôn. Sáng thì vỏ thì nở. Size này tầm khoảng 65kg độ lên nhá. Hai lớp chị Minh Minh có rồi. Rồi nhá, còn màu xanh lạ này. Có thì hồi tôi đi có rồi. Con màu xanh lạ này. Chị nào lấy xanh lạ lên xanh lạ. Xong cái mã này em lên chị em bộ em đang mang luôn. Bộ em đang mang xe 105.000. Trước lên chị em mình còn mấy bộ xe rẻ luôn cho chị em mình gọn luôn. Nhá, sáng thì anh lên. Chị anh lên xám luôn. Đây còn được từng này con màu xám nhá. Rồi lên luôn những mã xanh lạ dùm Nguyên nè. Màu này lạ thiệt. Xanh cổ vịt kìa. Phải đẹp nhá. Xám vậy Dương Mỹ Duyên luôn. Mỹ hồi nãy mà giờ chị mới lên thông tin 79.000 nhá. Nguyên còn hai con màu xám. Chị nào lấy màu xám lên luôn dùm Nguyên. Chị em mình chốt chuẩn. Thế Dương Mỹ Duyên xám. Chị em mình chốt chuẩn đừng có chốt. Thế chị ơi chị Duyên Hải Nguyễn tấm lại là chị lấy màu nào. Màu nào chị cũng lên ấy. Mỹ đâu? Rồi nhá.
màu nào chị chốt lại là màu nào chốt lại giùm em chị Thu Hà ơi, hết mã đó không không chia sẻ không chốt. Có rồi nha, có sáp rồi nha, nha rồi lên luôn những này xanh lạ. Thế là lấy màu nào, màu xanh kia không có rồi nha, lấy màu xám nha và màu xanh lạ nha, một kia hết rồi. Phiên có một cái có một màu xám rồi, chị lấy màu xanh nữa, màu xanh lạ nhá, đẹp lắm. Nam hai lớp có, nam hai lớp có, nam hai lớp 100 hàng vẫn có cái túi bọc vậy, nhưng vẫn còn mấy cái xíu nữa xem. Còn mấy cái mà mã nó năm nay không có à. Trời ơi con này chị em mình mua đi, nó rẻ quá thể luôn. Nè, vải nè. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên là xanh nhá. Cái gì mà giờ mà áo nam chị Văn Cao, áo nam xanh này đẹp này, xanh này đẹp à, gì mà áo chống nắng hai lớp mà hoa nhí nữa là như thế nào. Vừa hai lớp mà hoa nhí nữa là sao này. Nha rồi lên mã xanh lạ là ok. 79.000 mua cho anh con áo khoác cho nó mới mới, cho nó đẹp xíu. Nè, siêu rẻ như thế này. Ôi, chị ơi cái này bon chen được hết. Hàng này nó giả. Quần đùi chị ơi, quần đùi chứ em đang sao. Nha, chị nào lấy xanh lạ còn được từng này con xanh lạ thôi. Và một con màu xám nữa là hết nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên hai lớp luôn, ok chẳng. Đây này cho bà xã cái mấy cái bộ caro nữa thôi. Bóc cho bà xã mấy cái áo nắng hai lớp. Không có xây mờ. Đây nè, bộ đang mang mà. Trăng sóc, sát bằng kính luôn kìa. Có mấy bộ cho nó chứ mấy. Đấy. Rồi ok, có mấy bộ thôi em đây mát tặng luôn trẻ mình luôn. Rồi ok. Cái này yên tâm là trẻ mình đến 60kg mang ok nhé. Đây mã này mã tặng caro luôn. Con này trẻ mình 60 vô tư nhé. Thôi chút 57 đi cho nó thông thả. Còn mang nhà mang rộng rộng xíu, bao xinh nhé. Bao xinh nhé trẻ mình ơi. Chốt đến 57kg, 57, 58 là ok đi. Quần đùi, bộ này là bộ hàng sam. Bộ hàng sam nhá, 105.000. À, chị Bảo Khanh ơi, không chia sẻ. Không chia sẻ. Nó không, nó chỉ là hàng size đại thôi. Xanh cho chị Minh Minh, chỉ là hàng size đại thôi, không có size nhỏ. Xanh này chị Minh Minh. Cái này lên luôn chung mã bộ caro nha. Em sale nó luôn chị em trên màn này, 89.000 nha. Cái này mà bán lại là em không bán hàng nữa luôn ấy. Nè, lấy mã caro và hàng sam nhá. Bộ này bộ lụa mango sam. Size trẻ mình chốt để chốt mà gọi là mang thọ thông thả trẻ mình tầm 57 độ về trẻ mình chốt đẹp nhá. Lên mã này là mã tặng bộ caro. Bộ đen là với hôm bữa được không? Ôi thôi chốt rồi thôi chị ơi, đổ qua đổ về cực lắm. Chốt thêm đi, cái này quá đẹp mà. Bộ caro cho bê 89.000. Trời ơi. Sao là cái nào 125.000 nha, lên mã caro luôn dùng nguyên 89.000. Con này thật sự em đang sale 105.000 là lãi được vài nghìn đó. Cái còn một ít là hình như là cái mã này em chưa mang like bao giờ luôn, nhưng mà xin đơn giản cái này già trẻ lớn bé gì mang cũng được. Có họa tiết này em đi nói luôn chị em là 89k luôn. Chị ơi chị Mỹ Trần lên thông tin cho em nhé, sale 89k. Chị nào lấy mã caro chúc mã caro luôn dùng nguyên nha. Caro đây sẵn. Caro khác nha, cái này caro khác nha xã nha. Đây nè, không phải caro nữa đâu. À đây đúng rồi. Ok nè. Mỹ Trang lấy thông tin nha. Caro cho chị Hương của Hương Quỳnh. Hương Quỳnh. Nhắn sau đi chị, mai chút đơn nhắn sau giùm em đi hè. Bây giờ đổ cái gì em chịu luôn. Nha, đây còn cả nữa. Chị nào lấy cái này lên mã caro là ok nhé. Còn được bộ cũng đang mang và bộ nó đã lái rồi. Cho chị Phan Thị Trung. Hương Quỳnh. Ok. Phan Thị Trung. Hết rồi, hết mã caro còn mấy bộ thôi em xem nó luôn. Không chọn màu, còn được màu này với màu đậm hơn với màu xám vậy. Con tâm được 20 con mà lộn xộn. Áo đi nắng còn sao 125.000. Caro này cho chị Nguyễn Hiền, bộ xám này đẹp, mình mua 4 bộ rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Hiền nha. Có ai lấy chị Hoa Nguyễn không chị sao? Cho chị Huyền Hồ. Cho chị Huyền Hồ lấy. Thì chị em mình. Cái này là hai lớp của nam, 145.000. Nhưng mà em nói nè, giờ nó còn nói chung là không có cái màu nào ấy hết, màu xám nhạt, màu nài với màu xám đậm thôi. Màu xanh đen chắc cũng không còn. Em còn lại tải tầm 20 con. Thấy hàng này. Năm nay không có hàng này. Hai lớp nhá. Kèm túi cái này hàng 145.000. Nha, em sale nó luôn trẻ mình con này luôn. Caro em hết rồi chị người tình 150 ơi, còn caro khác xíu em lên sau. Nè. Con này là hai lớp của nam nha chị em mình, nó đẹp lắm luôn ý. Sale gọn luôn chị em mình luôn. Nha, còn size thì em bóc mà hết sàn thôi nhá. Lưu ý cái này.
Còn size thì em bóc mà hết size thôi. Thì còn tầm khoảng 20 con thôi, không có nhiều nhá. Này nhìn hàng luôn Dũng đi. Hai lớp của nam nhá. Hai lớp của nam, cái này em đi chị em mình 125.000. 125.000 nhá chị em mình, hai lớp nam. Hàng kèm túi nhá. Size nếu như mà đủ size là cho những anh nam nào đến 70 kg thôi là có size nhá. Comment mã hai lớp nam kèm luôn, không có cái màu nào xấu, yên tâm luôn. Tự tin luôn chị em mình là không có cái màu nào xấu hết. Màu xanh than, màu này, màu nhạt hơn xíu. Áo đi nắng 125 nha. Đào thì nghĩa nha. Sale luôn chị em mình con này luôn 125.000 áo nam nha chị em mình nhá. Hai lớp nam nha, ghi hai lớp nam 65 cho chị Duyên Hải Nguyễn, có thì em bóc nhưng mà hết thôi nhá. Ghi hai lớp nam nha, 125.000. 125.000, Ngọc Văn cũng 65. Nha, em nói trước là còn size thì em bóc mà hết size thôi nha. Chứ đừng có ngày mai chốt đơn em ơi, sao mà chốt nắng nam rồi giờ không có hàng. Tại vì mình còn lẻ lẻ thôi. Nha, em đi nói luôn chị em 125.000. Nha, chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nguyên là hai lớp nam, 125 là ok. Nha, hàng này kèm túi. Đây 50 sẵn đây nè, cho chị Nhung Phạm Thị 50 là sẵn. À, từ từ, cái này Nguyên mang size nhỏ mà. Người ta mang size nhỏ nhất mà làm sao mà không vừa. Này. Cái này người ta đang mang size nhỏ nhất mà bảo sao mà không vừa được. Nhung Phạm Thị à. Hàng này hàng có size to. Ừ. Ok nè. Nhá, chị nào chưa có thì lên. Em luôn đi. Chị nào chưa có thì lên. Ok chị Ti Ti nhá. Kèm luôn dùng nguyên, nhớ là kèm luôn dùng nguyên cái size nha chị em, mà nó không có cái size là chịu luôn. Đây nè. Tao cái like bài nữa đó. Kèm luôn dùng nguyên cái size nhá. Em đang mang là cái size xíu xíu nhất nè. Size bé nhất của nó nè. Bé nó chưa in đâu hết. Bên like mới là chưa in. Like mới in đi. Rồi ok đấy, ghi đi. Nhá, chị nào lấy cái này thì lên dùng nguyên. Em còn mấy cái thôi nè, em đẩy luôn cho nó gọn đấy. Nên là chị em mình tranh thủ. Được chưa? Có size nào, có màu nào thì em bóc, nếu như không có thì thôi nha, em bỏ qua cho chị Lê Ly nhé. Lấy số ký đi nha, à, số 3 ký. Rồi ok, cái này bỏ luôn cho chị Nhung Phạm Thị. Con này, đây nè, con này cho chị Nhung Phạm Thị luôn nè, sẵn nè. Từ từ lấy vài màu dơ luôn. Có cho chọn màu đâu mà dơ. Còn có mấy màu chứ mấy đâu có cho chọn màu đâu, 125.000 làm sao chị em mà mua được. Giờ thực tế nếu như mà có hàng cũng không đi nhập được giá này. Năm này vải đắt nè, mà nguyên chạy luôn cho chị em mình nhìn nè. Không có cái hàng... hàng vẽ cho chị em mình thấy. Hàng này là hàng kim cương nhá. Hạt cườm nhầm, hàng này hàng hạt cườm. Này chị em mình nè. Cái văn cái hàng này nó dài hơn cái hàng thông hơi mà chắc kim cương nha. Không chọn màu đâu chị, cái này cho chị đang sẵn sàng để cho chị Nhung Phạm Thị luôn. Chị Nhung Phạm Thị luôn. Còn một bộ caro kiểu này. Caro như Nguyên đang mang nhưng mà có kèm chữ luôn. Ok chị Tây Tây, kèm chữ luôn. Em đi luôn chị em mình nói con này giá luôn 89k. Đấy, Lê Lê nói rồi, em nói đâu điều đâu. Em đâu có nói là lên giá thật là cao, xe xuống đâu đúng không? 145.000 là thực tế, lãi cho chị em mình hình như là lãi được 14-15.000 gì đó. 14-15.000 chưa tiền vận chuyển. Em còn 14-15.000 chưa tiền vận chuyển. Thấy không? Năm ngoái là mua 145.000 mà năm nay không có hàng. Không có hàng để nhập. Giá nó cũng cao, năm nay nó cao. Ok, Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tại sao em không còn size to, em hết size to rồi. Rồi nhá, đây luôn cho mã này. Caro nhưng mà nó cũng giống nhưng mà nó kèm chữ thôi. Nó kèm chữ. Nha, nó kèm chữ như thế này nè chị em mình nè. Đấy, kèm chữ như thế này. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Chị Đào thì nghĩ ơi, không 45kg là chị lấy hàng của nữ. Còn nó là em đang lai hàng nam. Caro này cho Nhung Phạm Thị nè sao. Em đang lai lúc nãy hàng mà sale 125.000 hàng nam. À, 89k. Còn hồi nãy mà của nữ caro gì tê tê. Hồi nãy của nữ là em xe chỉ có 95.000. Thì nó sẽ có size nhỏ. Nhá, chị chuyển qua cái mã hồi nãy phải 95 ta. Phải 95 hay 99.000. Của nữ là hồi nãy em xe có 9 mấy nghìn. Giờ không nhớ. Nha, lên mã caro form này chị em lấy 60 mang được. Đẹp nhá, mà sam, hàng sam 35kg thì 35kg còn mã 55k. Nha, chị nào lấy mã caro chữ lên caro chữ luôn dùng nguyên là ok cho Miss Sinh Diêu 89.000. 89.000 caro chữ nhé, bộ này bộ hàng sam nhé. À, hai nách lớp nam cho chị người tình trăm năm ghi luôn 70kg. Cái XL hẳn luôn cho chị người tình trăm năm. Rồi nhá, lên luôn chung này. Hàng sam caro, hàng này là lụa mango chữ nha. Em đây luôn trẻ mình con này giá lên trẻ mình là 89.000 thôi. Rẻ. Mua đi, em nói thật sự là em đang đi là 105.000. Có cái gì thanh viên thương luôn. Thanh viên thương 70kg. Nhưng mà toàn xe em bóc nhá, xài thôi nha. Nam không có 40kg đâu chị ơi, nam không có 40kg.
tem cái gì hả chị? Nắng thông hơi như thế một lớp thôi, một lớp thôi. Rồi ok nhé, chị nào lấy caro lên caro luôn dùng đi. Đây nè, khoác nam 63 cho Missy Yu luôn, 63 cho Missy Yu luôn. Cái này nó chạy mình thích nắng nắng thì là cái này là còn tầm tay nhỏ thôi, tay nhỏ thôi. Nó tương tự như này nhưng mà là mã 55, hàng tay đại sẽ to á chị. Chị Huỳnh Thanh Tâm dạng như thế này nha, nhưng mà size đại size to. Cái này cũng là hàng công ty này, hàng mix nhá. Size này dành cho bé nhà mình, còn size tầm khoảng 22 25 cái đổ về. Caro cho chị Hương Quỳnh luôn ta. Caro chị Hương Quỳnh luôn này. Trẻ mình để ý con này. Hả? Hồi nãy 95 mà. Caro này cho chị Hương Quỳnh luôn. Cái này em còn size cho bé nhà mình tầm khoảng 15 đến 22 25 ký, em cũng còn ít. Nha, em sale nó luôn trẻ mình luôn. Lên gọi con này luôn, hàng này là hàng công ty nhá. Cái này em bán tặng luôn cho chị em mấy tiền ta. 45k đi. Caro chị Bích Hạnh Nguyễn. Chị ơi, chị Huỳnh Thanh Tâm mai chốt đơn, chị báo là bỏ thêm cho chị cái áo nắng 35kg nha. Nha, là bên em bỏ vô. Cái này em còn mỗi bé gái thôi. Nha. Nắng bé một ri gì ti ti. Ok chị ti ti. Ghi lại chị ti ti đi. Cái này em đi luôn chị em mình được 45.000. Chốt mã nắng bé kèm luôn dùng số ký nhé. Từ size cho bé 15 đến tầm 22 ký có size. 22 cao mới lên 25 nhá, còn 25 thì em bắt máy thì thôi. Thì cái này em cũng lẻ tẻ, này chị em mình nhìn hàng. Rồi ok, thế chị nhắn tin lại là bỏ thêm cho chị cái nắng 35 ký thì nhà em sẽ bỏ vô, cộng đơn lại và đi đơn nha. Cái này em đi luôn chị em mình là 45.000 một con. Nhớ luôn dùng nguyên, không phải là hàng xưởng. Không phải là hàng xưởng. Nha, chốt mã nắng bé kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok. Rẻ quá chị em mình ạ. Rẻ hơn hàng xưởng luôn. Hàng này là hàng công ty, hàng này chạy nhiều. Hàng này chạy nhiều này. Nha, lên mã nắng bé kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. Nha, kèm số ký là ok. Em đem chị em mình 45.000 có hai màu này thôi. Không có 40 ký chứ. 40 ký thì chuyển qua hàng của người lớn chứ còn của bé là không vừa. Nha. Thì nào lấy mã này lên mã nắng bé. Còn như thế này, mài dài thì em đi luôn trẻ mà 55.000. Cho bobber 21kg, nhỏ bít 22kg, 15kg. Nhá, em đi trẻ mình, ôi rẻ quá trẻ mình ơi. Vô mùa mà nguyên sale chỉ có 45.000 con áo nắng hàng kim cương. Hàng hạt cườm cho hàng kim cương. Hạt cườm nha. Đấy, đi 45.000. 15kg là chắc có rồi, chứ còn 25kg là chưa chắc nha chị nhá. Thì cha chị nào lấy cái này, hàng công ty hết, bao chuẩn luôn chị em mình. Rồi tiếp cái này em cũng còn mã dài. Như thế này mà dài cũng là hàng công ty này. Cho chị Ngân Nguyễn luôn. Thì là em đi luôn chị em mình là 5, phải không ta? Sale mấy người mất tiêu rồi. 55.000. Đi cho chị Minh Minh 18kg đi sao. Minh Minh 18kg luôn. Rồi nhá, chốt lên luôn dùng nguyên mã này đi. Nhá, 45.000 thôi, bao rẻ luôn. Rồi tiếp con này. Cho chị áo đi nắng với em. Thì em đang lai áo đi nắng nè. Áo đi nắng người lớn thì nãy em đã qua rồi. Cái này em còn mấy cái size 55 đổ về chị em chút đây. 55 đổ về là lên ok con này nhé. Nắng dài 37kg không. Chỉ có hàng thô thôi. 37kg em sale dễ mình mấy tiền đó. 49 thì chỉ có hàng thô 2 lớp. Đây nè. Size to 37-40. Hàng này là hàng thô nha. Con này size to 37-40 này chị em mình này. Còn được 20 cái. Còn được 20 cái các màu. Cái này thì em sale luôn cho chị em mình là 49.000. Nắng dài hàng thô nhé. Hàng thô nhưng mà là 2 lớp luôn. Đấy, vô mùa cho nó đi học. Mua mấy con này nó rẻ quá. Nguyên nó bán chỉ có 49.000 con. Con đi 45.000 đi. Có mấy con đi 45.000 luôn đi. Chốt luôn rồi, bộ này em mang có rồi. Còn y như thế này mà chữ thì có khác gì đâu. Nó thêm ít chữ kiểu nào thôi, thì lấy thôi chứ có gì đâu. Cái này là hai lớp luôn dùng nguyên, nó kèm khẩu trang luôn. Nha chị nào lấy cái này lên mã dài là ok. Sau sale gọn đi. Sale gọn luôn cho dễ mình con này luôn là 45.000, size này size to thôi, size 37 40kg thôi, không có size nhỏ nhé. Cái này riêng không có size nhỏ. Chỉ là hai nè, dễ mình nhìn hàng. Nhìn nè. Dài 16 luôn. Dài 16, dài 16 là mã 5 mấy gì nữa. Từ từ ghi đi, ghi cho chị Ngọc Bích đi. Nắng dài đi, y luôn trong cái tờ nó đi. Dài 16kg. Rồi ok.
Rồi ok nhé. Cho chị tây tây ba cái. Tây tây ba cái, 45k gọn luôn. Tây tây đâu rồi hè? Tây tây nè, 45k mua rồi, con nắng dài 2 lớp. Kèm khẩu trang. Cái khẩu trang hết mắc 5.000 rồi. Đúng không? Một cái khẩu trang hết mắc 5.000 rồi. Còn cái áo 40.000, vừa tiền công, vừa tiền vải. Không thích chữ hết rồi chị ơi. Không, cái này làm gì có. Sao cái này gì tây tây ba con này. Tây tây bông nguyễn con này. 45.000 nót luôn. Rẻ quá thể nhá. Cái những cái vải hàng thô này về càng giặt nó càng mềm. 45k nhưng mà là 2 lớp. Nhá, chị nào lấy thì lên. Cái này thì bông nguyễn luôn. Bông nguyễn luôn. Đây chị em mình nhìn hàng. Thôi chị em mình giờ mà chọn là em bỏ qua hết đấy. Ở xe chỉ có 45k một cái mà chị em mình giờ chọn. Màu này cũng chả phải màu đỏ đâu. Màu hồng. Màu hồng nhá. Đấy, chị nào lấy thì chốt lên thôi. Nha, xe 45.000 mà giờ chị em mình còn chọn còn lựa nữa thì bó tay thôi. Nha, chị nào lấy thì chốt. Nha, lên luôn dưỡng mã này 45k một con. Nha, ai lấy mã 45 comment lên mã 45 là ok nhá. Cho chị Nguyễn tiền cái. Nguyễn tiền cái. Rồi nhá, cái này em còn mấy cái thôi. Size 55 đổ về. Hàng này cũng là hàng 125, hàng này hàng cốt tông lạnh nhá, cốt tông lạnh và toàn hàng đẹp thôi. 55 đổ về chị em mình lên đẹp luôn dùng con này. Nhá. Từ 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 từ. Áo sau lưng em có dài tới chân. Như em á 1m40 chị Văn Huỳnh. Em á là 1 mét mấy, 1m54 ấy thì 1m55 ấy thì là tới gót luôn. Nguyệt Nga Huỳnh. Lên thông tin cho em. Lên thông tin cho em chị Nguyệt Nga Hình ơi. Lên thông tin nhá. Rồi con này. Hàng này chị em mình 28. Nắng sau lưng vậy gì vậy. Chị ơi con này lên. Nhưng mà này không còn nhiều đó. Hồi trưa lai xong rồi còn treo cái này thôi. Trong đó còn chưa tới chục con. Chưa tới chục con. Con này 55 đổ về. Con này là dòng cốt tông lạnh nhá. Teo gọn luôn chị em mình luôn. Còn từng này con. Ba con một can. Cốt tông lạnh, cốt tông thái đó. Nguyệt Nga Huỳnh lên thông tin nha. Lên thông tin cho em 55 đổ về chị em chốt đẹp. Em xem gọn chị em mình nhìn hàng. Quay cận luôn chị em mình xem hàng. Ok, lên địa chỉ luôn. Đây quay cận luôn chị em mình xem hàng. Con áo đang mang nhưng mà size này size to, size 2, size 55, 57 đổ về nha. Nhưng nguyên mang là hơi rộng, nhìn hàng luôn dùng nguyên. Size 2XL 57 đổ về chị em mình chốt đẹp. Nhìn hàng. Cái này em xem nó luôn chị em mình 79.000 luôn. Form từ túi tiếp nó cũng xịn sò. 79.000 luôn dùng nguyên nhá. Cho nó gọn kho, cái này không ngủ như chị em mình đâu. Dòng này là cốt tông lạnh nha, kèm màu luôn dùng cái cọc này là toàn một size. Một size, à quên lộ, đúng rồi một size, màu hồng, màu cam. Còn màu đỏ đô, còn đúng từng này con anh đẩy nó luôn chị em là 79.000. Chị nào lấy cái này lên mã 79k kèm màu nhé. 79k kèm màu luôn dùng nguyên. Màu cam, màu đỏ đô, màu hồng, cái này là rẻ quá thể này. Chẳng là rẻ quá thể chị em mà nhìn. Từ cái khóa kéo nó cũng xịn sò luôn. Theo toàn bộ nhé. Đấy, em lên gọn chị em 79k, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã 79k là ok nhé. 79k kèm luôn dùng nguyên cái màu nha, còn được vài con nè. Sale nó luôn cho nó gọn không? Cho Nguyễn Tiền. Cam. Đẹp. Ok ok chị Nguyệt Nga Huỳnh nhé, đẹp. Màu đỏ đô và màu hồng nữa, chị em mình cứ nhận hàng về kiểm tra hàng dùng nguyên nhé. Bao rẻ, bao chắc. Nha, ai chưa có thì lên nha. Tình yêu nào chưa có thì lên nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Con này em còn mấy con này em xem chị em mình 89.000 nè. Ê bộ Nguyên đang mang nè. Ý cái bộ Nguyên đang mang chả khác gì. 79 đỏ đô cho Minh Thu. 57kg đổ về đó chị Hợp Thanh ơi. 57kg đổ về là mang đẹp. 57-58kg đổ về đẹp lắm, vải đẹp. Yên tâm đi. Tự tin luôn đấy. Còn xe 2. Còn xe 2. Cái này em còn một bộ, ok chị ơi. Cái này em còn một bộ, bộ xương rồng. Cái này em sale gọn chị em mình 89.000 luôn. Có găng hàng 75, hết rồi. Hết rồi chị ơi. Thế hôm bữa đẹp à? Xong mua luôn đi. Giờ làm gì còn. Cái này còn một bộ xương rồng thôi. Size này, nó y phô Nguyên đang mang nhá. Lên mã xương rồng 89k luôn. Còn sót được đúng một bộ xương rồng nha. Đấy, nên là chị nào lấy xương rồng lên xương rồng giúp Nguyên là ok. Nhà y phô Nguyên đang mang. Và phô này chị em mình lấy 57-58. Chị nào gọn lấy 60 à, 79k gì 8 phượng. Nhưng mà size to.
Dương Mỹ, ok. Chị ơi, chị cứ báo đi, chị nói trước chị Dương Mỹ Duyên ấy. Mà em thấy bữa giờ chị Dương Mỹ Duyên hình như lên nhà lấy mà. Rồi nhắc cái này em đi, chị em mình xương rồng 79k. Bữa giờ em thấy chị Dương, chị nhắc chị Dương Mỹ Duyên đi. Đấy, đi luôn chị em mình con này luôn, 79k bộ này xinh nè. Tất cả các mã trong cái bộ, trong cái hàng sam ngắn này là em chỉ thích nhắc bộ này. Bộ này là đẹp nhất luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn, dùng nguyên mã này là mã 89k. Còn một bộ hoa xanh này 125.000. In của chị Đào thì Đào thì Nghĩa đi, lên cả địa chỉ cho em đi chị Đào thì Nghĩa ơi. Cái mã này là nắng lanh dài á, CM là ok. 125k chị Tám Phượng ơi, mua đi, em còn mấy cái thôi và sẽ không có hàng về nữa đâu. Đây là tranh thủ nhá. Rồi bộ này em đi luôn, chị em mình lên xíu mà thôi, bộ này cưng này. Bộ này hàng chim nhá, cũng là lụa mango luôn, còn có một bộ màu xanh này. Cái này em đi luôn chị em là 85.000. Nha, size này 55 đổ về chị em chốt đại bộ này cưng không? 55 đổ về thôi nhá. 85.000 cái bộ xanh, chị nào lấy cái mã này lên mã hoa xanh 85 là ok. Size dành cho chị em mình 55 đổ về là chị em chốt đẹp nhá. 55 bộ này cưng. Chị nào lấy xanh. Chốt xanh lên được đi. Còn được bộ thôi. Xanh 85.000. Ai lấy xanh 85 chốt xanh 85 luôn nhiều nguyên. Nha, đi đâu rồi? Mấy giờ rồi xã hay là ngưng? Hay là ngưng mai lên tiếp. Nắng 125 đó thôi. Nắng 125 đó. Nắng lanh 125 ấy. Cho bà xã cái cọc áo nam này nè, lên bán nó cái cọc áo nam này nó ngưng. Áo nam màu trắng đó kìa. Du, Du ơi, đó Du. Đó. Rồi cái này em còn cọc. Còn một cọc áo nam này. Xây to nữa nè. Tình ngô lái nam tình ngô nè. Xây to nữa nè. Cái này tình ngô phải mấy con nè. Xây XL nè. Xây L, một con xây XL. Xây này đấy 65. In mã 125 chị Tám Phượng, một con xây M. Mã nắng nó chắc là nắng dài. 125 cho chị Tám Phượng. 150.000 chị ơi. Dép. Con dép này là hàng Nguyên còn chừa, là Nguyên chụp hình chứ Nguyên hai có ngồi rồi. Một con màu vàng với một con màu tím tím rồi. Một con đấy là chừa để lại chụp hình đó. Mã này cũng hết sạch xanh 150.000. Không, chị chờ đến đợt sau đi, qua tuần là sẽ có kiểu như là cái quai nó khác, còn có đế như nhau. Ôi trời ơi. Chị em mình nhìn con này nè. Con nào cũng như con nào vậy ta. Đẹp chưa? Nam xúc nhá, size 65. Nam xúc size 65 nhá, đàn con này. Cái này em đi chị em 49.000 gọn luôn. 49.000 size 65 nhá. Mùa này mà săn mấy con này về cho chồng cho con này thôi. Tuyệt cái vời nhá. Đừng cho chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Con cái. Size to còn cái. Phát con này đi. Này là hàng xúc. Đẹp và size XL. Size 65kg chị em mình mang, à quên lộn, nam mang ok nhá. Đấy chị em mình mua về cho chồng cho con. Như treo như thế này thôi chứ nhìn coi miếng trời. Nhưng mà hết rồi, phát đi, hàng này hàng hai lớp, hàng công ty. Nhá, con này là size 65kg, chị nào lấy cái này ok chị Đào thì nghĩa. 65kg, size 62kg, size XL và size L. Những con này chị em mình tranh thủ này. Nha. Tôi có cả size S. Size S nào mà chị nào có con trai mà nó mất cái tầm 40 mấy ký. Nó lớp 4, lớp 5 mà 40 mấy ký, 50 ký, phát ngay con này cho nó luôn. Đảm bảo con này về nó sẽ rất là thích. Lại này. Chị em mình nhìn hàng. Được chưa, cái này em còn đài size, chị nào lấy cái này nữa thì chốt nhá. Sale nó luôn chị em mình 49.000. Nha, con này là nam hàng xúc nha chị em mình ơi. Được chưa, chị nào lấy nữa chốt, xong em ngưng like nhá. Hàng chị em mình chưa mai nha chị em mình nhá. Hàng chị em mình chưa mai nha. Đấy, chị nào lấy cái này nữa thì lên. Nhà em chỉ go online trong ngày thôi. Ví dụ như trưa live, trưa với tối này thôi là đi chốt đơn một thể. Nha, mai cũng như thế, trưa với tối nếu như mà live trưa thì là chốt vô đi chung một thể, không gom nhiều nữa. Được chị Nguyệt Nga, hồi nãy có size mà. Có size. Áo chống nắng là vải lanh nhung hai lớp hàng công ty, 125.000 con, to rẻ chứ. To rẻ rồi. Rồi nhá, em ngưng live nhé. Chị Nguyệt Nga hình lấy chị chốt lên đi chị, để nhà em in đi. Xong em ngưng like nhé, hẹn chị em mình chưa mai nhé. Được tới 10 ráng, được tới 10 rưỡi chưa đó. Rồi nhá, ngưng like nha chị em mình ơi. Hẹn chị em mình chưa mai lên hàng sale tiếp nhé. Thế chị em chưa mai nha. Hẹn chị em mình chưa mai nha. Bye bye chị em mình nha.
Cái này cho chị tăng cao. Tăng cao. Rồi nha, nguyên tắc là như vậy mà nó 49.000. 49.000 cái size nhỏ như chị em mình không chút tiếp ấy. Nhận hàng con này về chị em mình bao đẹp luôn. Rồi bye bye chị em mình luôn nhé. Hẹn chị em mình trưa mai nha. Trưa mai lên tiếp hàng nha. Áo nam 2 cái 65. Hết rồi, hết cái 65 rồi, chị nó chốt rồi, chị Văn Cao chốt rồi. Ngày mai chốt cái gì Trang Lê ơi, ngày mai nhà em chốt. Hết rồi chị ơi, chị Trần Thị Lương ơi. Còn mỗi size L tầm 62 đổ về. Đấy, size L, size ML thôi ba size. Chị ơi hết size XL rồi, em cắt cái lao bên này chút nhé.